Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 281, 99 đạo, đồng dạng 99 đạo thiên lôi. Diệp Chi Thu thiên lôi số lượng cùng Trần Vân Hiên độc nhất vô nhị, mọi người cũng không cảm thấy có bất kỳ vấn đề. Đỉnh Thái Hoa, lúc này, Trần Vân Hiên cùng Diệp Chi Thu hai người liếc nhau một cái, nhất thời ở giữa cũng không biết phải làm chút gì. Liền như vậy kết thúc. Đỉnh Thái Hoa, rõ ràng một điểm uy áp đều không có, sớm biết dạng này ở phía dưới tiếp tục tu luyện thời gian ngắn liền tốt Trần Vân Hiên bất đắc dĩ nói ta cũng không nghĩ tới ta vốn là còn tưởng rằng cái này đỉnh Thái Hoa uy áp có lẽ càng mạnh kết quả không có cái gì vậy chúng ta đây coi là không tính là hoàn thành địa bảng khảo hạch Diệp Chi Thu đối cái này cũng là không có đầu mối không rõ ràng chờ à bất quá Lý thất dạ bọn hắn có uy áp trợ giúp tu luyện e rằng chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp chúng ta không có uy áp tốc độ tu luyện sẽ khôi phục lại như trước, e rằng chúng ta trước mắt muốn tăng cao tu vi, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ân, tận lực à, bọn hắn hẳn là cũng không có nhanh như vậy đi lên. Trần Vân Hiên cùng Diệp Chi Thu không có việc gì, chỉ có thể tiếp tục tại đỉnh Thái Hoa tu luyện. Theo lấy thời gian chậm chậm trôi qua, ba tháng phía sau, Lý Thất Giả cuối cùng lên đỉnh đỉnh Thái Hoa, đồng thời nên đón thiên kiếp của mình. Nửa năm sau, Cố Tiên Nhi cùng Cổ Phượng Giao hai người đồng thời lên đỉnh tổng cộng xuất hiện 5 lần thiên kiếp, hẳn là Trần Vân Hiên bọn hắn 5 người à. Nhìn lên, bọn hắn có lẽ đều đã đến đỉnh Thái Hoa. Ai, địa bảng tổng cộng có 50 cái thứ bậc, mà sau này 45 người, thật có cơ hội lên đỉnh ư. Có lẽ có thể chứ, còn ở lại bên trong người, tu vi có lẽ tăng lên không ít mới đúng. Hy vọng như thế đi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, mọi người cũng sớm đã không có lúc trước chờ đợi cùng nhiệt tình. Nguyên cớ một mực còn lưu tại nơi này, bất quá là không cam tâm chờ đợi lâu như vậy không muốn không thấy kết quả là rời đi lão đầu tử ngươi lại tại nhìn cái gì đấy xa xa bên trong một tòa tiểu sơn thôn một vị lão giả nhìn chằm chằm vào đỉnh thái hoa phương hướng không rời mắt bên kia lại xét đánh đây không phải rất bình thường ư cái này lôi đều đánh tiểu một năm ai nói cho bản ra mấy cái kia hài tử sau đó cũng không thể qua bên kia gặp xét đánh được 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 biết xa như vậy bọn hắn đến đó làm cái gì cũng không biết bên kia đến cùng thế nào cái tình huống phạm nhiều lớn sai lầm như vậy gặp xét đánh đúng rồi thôn đông đầu lý ra tiểu tử kia nửa năm trước không nói là muốn qua bên kia nhìn một chút náo nhiệt cái gì sao tiểu tử kia trở về hay chưa nha ai nói không phải đều hơn nửa năm tiểu tử kia còn chưa có trở lại sẽ không cũng bị xét đánh à ai lý ra tiểu tử kia người còn không tệ đáng tiếc đỉnh thái hoa liên tục không ngừng mà thiên lôi hàng thế để xung quanh rất nhiều người đều nghị luận ẩm ý. Chỉ bất quá, đại đa số không có cái gì kiến thức, không hiểu đến người tu luyện, cũng bất quá liền là đơn giản nghị luận nghị luận. Chân chính có kiến thức người đều rõ ràng, đây là có người tại đỉnh Thái Hoa độ kiếp. 50 người. Chính chính thật tốt. Làm đỉnh Thái Hoa xuất hiện 50 người thời điểm, nguyên bản bao phủ tại đỉnh Thái Hoa phụ cận kết giới biến mất không thấy gì nữa. Kết thúc rồi à? Địa bảng cứ như vậy kết thúc. Không phải chứ, địa bảng so đấu, thật cũng chỉ là lên đỉnh đỉnh thái hoa. Mà nó, không phải nói tranh đoạt chiến ư. Ta còn tưởng rằng muốn đánh một trầu, thế nào như vậy qua loa. Qua loa ư, cái này một cái đỉnh thái hoa, liền hao tốn thời gian hơn 3 năm, cái này còn qua loa. Chính xác cực kỳ khó, người bị đào thải rất rất nhiều, hơn nữa, thực lực hễ kém một chút, cũng không có cách nào lên đỉnh đỉnh thái hoa. Cũng không biết bây giờ đỉnh thái hoa phía trên, đám người kia tu vi đều dạng gì. Kết giới đều đã biến mất, bằng không, chúng ta lên đi nhìn một chút tình huống. Đi lên, nếu là phía trước, e rằng kết giới biến mất một khắc này, sớm đã có người sông đi lên. Nhưng hôm nay, đỉnh Thái Hoa không ngừng mà bị thiên kiếp tẩy lễ, muốn nói là một điểm bóng mờ đều không có, đó là tuyệt đối không thể nào. Mà lúc này đỉnh Thái Hoa, Trần Vân Hiên mấy người cũng là đưa mắt nhìn nhau, không biết rõ tiếp xuống đến tục cùng muốn làm gì. Ta rõ ràng Tu Vi đều đã đạt tới bất tử cảnh tầng 5, vì sao? Ta chỉ là hạng 8. Hạng 8 thế nào? ta tiến vào kết giới thời điểm, cũng đã là bất tử cảnh tầng một tu vi, bây giờ càng là đạt tới bất tử cảnh bất tử cảnh tầng 6, ta không giống nhau chỉ là nhanh hơn ngươi một bước. Mới hạng 7. Nha, liền đứng hàng tên. Các ngươi liền là đi lên sớm điểm, cũng không đại biểu, các ngươi liền thật là hạng 7 hạng 8 à. Ai nói không phải, cái này địa bảng cũng không có nói, ai giành trước gánh đỉnh thái hoa, người đó là hạng nhất, như coi là thật như vậy, à. Ngươi cái gì, Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực như thế cái thứ nhất lên đỉnh ư? A, à, ngược lại ta cũng không cho rằng thực lực của ta sẽ yếu hơn các ngươi. Có khả năng đứng ở chỗ này, cái nào không phải mỗi người thế lực bên trong người nổi bật. Cái nào không phải một mực đến nay đều được người xưng là thiên tài hạng người. Ai cũng không chịu nhận thua, hơn nữa tính nhắm vào cực mạnh. Nhất là đối mặt Trần Vân Hiên bọn hắn, theo bia đá khảo nghiệm thời điểm, liền có rất nhiều người không phục, chỉ bất quá, bọn hắn muốn đợi đến địa bảng mở ra phía sau lại cẩn thận chứng minh chính mình. Chỉ là không nghĩ tới địa bảng so đấu sẽ như cái này không giống bình thường, thậm chí có thể nói không tưởng được. Dường như có người tại nhằm vào chúng ta. Ý tứ chúng ta đi lên sớm, nhưng thực lực đồng dạng. Trần Vân Hiên cười nhạt nói, "Ta cũng nghe đi ra ý tứ này." Diệp Chi Thu gật đầu cười. "Có đánh hay không?" Lý Thất Dạ lời nói cực kỳ ngắn gọn, lại cực kỳ trực tiếp. Tổng cộng 45 người, một người chín cái. Cố Tiên Nhi hỏi Ta cảm thấy có thể. Cổ phượng giao gật đầu một cái. Trần Vân Hiên mấy người lời nói, để những người khác là biến sắc mặt, quá xem thường người hà. Một người chín cái, quả thực là không có đem bọn hắn để vào mắt à. Cái kia, ta không đánh. Ta là lạc thần cung người. Ta cũng không đánh, ta vốn chính là cổ gia, đại tiểu thư, ta nói ngươi thế nào người nhà đều không nhận đây. Khụ khụ, cái kia, ta cùng Diệp Chi Thu đánh qua, ta thua, ta cũng không đánh. Cái kia, ta cũng không phải tới đánh nhau, các người đánh, các người đánh. Bất quá trong chốc lát, liền có hơn phân nửa nhân tuyển chọn rút khỏi chiến đấu, không có cách nào, trong đám người này. Có chút người nguyên bản cũng không phải là Trần Vân Hiên bọn hắn đối thủ, một điểm này bọn hắn lòng dạ biết rõ. Còn có một chút, vốn là cùng Trần Vân Hiên bọn hắn thuộc về cùng một chiến tuyến tồn tại, làm sao có khả năng treo lên tới. Còn lại những người kia nhìn thấy tình cảnh như thế, không khỏi đến cũng là ỉu xíu ba. Cái này còn đánh cái dám. Những người này nói là không cùng Trần Vân Hiên bọn hắn động thủ, cũng không có nói không cùng bọn hắn động thủ à. Cái này nếu là treo lên tới, bọn hắn đều đứng ở Trần Vân Hiên mấy người bên kia, bọn hắn tuyệt đối không có thắng được cơ hội. Vậy làm sao bây giờ? Đừng đánh. Địa bảng. Lời còn chưa dứt, trong bầu trời kim quang đại thịnh, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Địa bảng. Kết toán. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 282 địa bảng bắt đầu rất làm cho người khác cảm giác qua loa, không nghĩ tới kết thúc cũng là như thế qua loa. Thậm chí, rất nhiều người đều có một loại cảm giác, cái này địa bảng hình như có không kịp chờ đợi liền muốn ý chấm dứt. Tình huống như thế nào? Phía trước thiên địa nhân tam bảng xuất hiện, cũng là như thế ư. Địa bảng kết toán. Bảng đơn công bố. Hạng nhất, Trần Vân Hiên. Hạng hai, Diệp Tri Thù. Hạng ba, Lý Thất Dạ. Hạng tư, Cố Tiên Nhi. Hạng năm, Cổ Phượng Giao. Hạng sáu, qua loa, càng mẹ nó qua loa, bảng đơn công bố, rõ ràng chỉ còn dư lại danh tự. Hơn nữa danh sách này xuất hiện tốc độ cực nhanh, phía trước đều là từng bước từng bước chậm rãi xuất hiện, bây giờ, cơ hồ không sai biệt lắm là đồng thời ở giữa 50 cái bài danh đồng thời xuất hiện. Ban thưởng tuyên bố. Theo sát phía sau, thiên đạo tặng ban thưởng tuyên bố, trong bầu trời 50 đạo quang mang màu vàng, trực tiếp đem đỉnh thái hoa bao phủ. Tại sao ta cảm giác, cái này địa bảng dường như rất gấp bộ dáng? ân, ta cũng là có loại cảm giác này, thật giống như tại đuổi tiến độ. Đúng đúng đúng, liền là loại cảm giác này, quá gấp gáp, liền như thời gian muốn tới không kịp đồng dạng. Thật là kỳ quái, vì sao lại có loại hiện tượng này xuất hiện? Các ngươi ai biết lần đầu tiên thiên địa nhân tam bảng là tình huống như thế nào? Không biết, vậy cũng quá xa xưa, hơn 3 vạn năm trước sự tình, hiện tại biết đến có thể có mấy cái. Tóm lại, phía trước tình huống như thế nào chúng ta không rõ ràng, như lần này tình huống Tuyệt đối có vấn đề. Tất cả mọi người đang hoài nghi cái này địa bảng kết thúc quá qua loa, Trần Trường An lúc này cũng là nhíu mày, bởi vì hắn cũng từ đó cảm nhận được một chút cảm giác không giống nhau. Nó tại gấp cái gì? Đại hoàng, ngươi nói, có chuyện gì là để nó nóng này? Trần Trường An tò mò hỏi. Ta nào biết được, ta cũng không phải cha nó. Đại hoàng tức giận liếc mắt, ngươi nói, thiên bảng mở ra sẽ không để bọn hắn tại chỗ so đấu, trực tiếp phân ra thắng bại. Tiếp đó qua loa kết thúc à? Trần Trường An cười lấy nói. Vậy cũng quá qua loa. Có lẽ không đến mức à? Coi như thật đã chết rồi cha. Ngươi nói, nó sốt ruột, cùng người khác có quan hệ gì, tuyên bố phía sau, để đối mọi người chậm rãi chơi chứ. Trừ phi, hắn gấp gáp như vậy là có nguyên nhân khác. Nghe được đại hoàng lời nói, Trần Trường An cảm thấy có chút đạo lý, có nguyên nhân khác lời nói, lại là nguyên nhân gì đây? Thiên bảng mở ra, quy tắc như sau thái huyền giới bất mãn vạn tuế người đều có thể tham gia hả bất mãn vạn tuế người đều có thể tham gia ý tứ gì đây là muốn đem những cái kia đại đế cảnh giới người đều kéo vào đến trận này so đấu bên trong ư cái này đầu thứ nhất quy tắc liền để mọi người không khỏi đến chấn động trong lòng chẳng lẽ nói năm đó thiên bảng cũng là dạng này trong vòng 10 năm sau 10 năm đỉnh phong chi chiến 10 hạng đầu có thể thu được thiên đạo tặng đơn giản thiên bảng quy tắc rất đơn giản 10 năm thời gian, thiên bảng chỉ lưu cho địa bảng tấn cấp người thời gian 10 năm, liền để bọn hắn đi cùng những cái kia sống vạn năm các lão quái vật đi tranh đấu. Đỉnh phong chi chiến, nguyên lai cái này cuối cùng thiên bảng so đấu, mới thật sự là chiến đấu. Mà nó, người chơi đúng không, coi như là 10 năm thời gian, thế nào đuổi theo mà đến những cái kia sống gần tới vạn năm nhân vật. Những thiên tài kia xuất chúng người, cũng sớm đã đột phá đến đại đế cảnh giới, tuy nói không đủ vạn tuế nhưng chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải phổ thông đại đế cường giả. Để địa bảng những người này đi cùng bọn hắn tranh đoạt bài danh, đây không phải đùa giỡn hay sao? Thiên địa nhân tam bảng, không phải là vì chọn lựa ra ưu tú nhất thiên tài ư? Cứ như vậy, cuối cùng thiên bảng chẳng phải là cùng bọn hắn không có quan hệ. Ai coi như Trần Vân Hiên bọn hắn thật cực kỳ yêu nghiệt, mà dù sao chỉ có 10 năm. 10 năm, bọn hắn làm sao có khả năng là những người kia đối thủ đây? Bây giờ tu vi của bọn hắn đều đã đột phá đến bất tử cảnh, đang muốn tăng lên, đó cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Không sai, bất tử cảnh muốn tăng lên nhất trọng cảnh giới, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng, các ngươi không cảm thấy có vấn đề ư? Đỉnh phong chi chiến ở nơi nào tiến hành? Cái này, thiên bảng cũng không có công bố à? Có lẽ, đợi đến sau 10 năm sẽ công bố địa điểm này à? Thiên bảng công bố phía sau, Trần Vân Hiên mấy người cũng là nhíu mày, bất quá Bọn hắn hiện tại muốn làm nhất là tranh thủ thời gian tìm tới Trần Trường An. Nhìn thấy Trần Vân Hiên mấy người theo đỉnh Thái Hoa xuống tới, tất cả mọi người là không tự chủ lui ra phía sau, kéo ra khoảng cách nhất định. Lão tổ, sư phụ, công tử, Trường An ca ca. Nhìn thấy mấy người xuất hiện, Trần Trường An gật đầu cười, theo sau nói, nhìn tới lần này, các ngươi ban thưởng cực kỳ phong phú à. Lão tổ, ta được đến thiên đạo tặng, tu vi đột phá tầng 4, bây giờ là bất tử cảnh ngũ trọng cảnh giới. Sư phụ, ta là hạng 2, nguyên cớ chỉ lấy được tầng 3 tu vi đột phá ban thưởng, hiện tại tu vi là bất tử cảnh tầng 4. Sư phụ, ta cũng là tầng 3, hiện tại tu vi cũng là bất tử cảnh tầng 4. Công tử, ta chỉ có tầng 2 cảnh giới tăng lên, hiện tại tu vi bất tử cảnh tầng 3. Trường An ca ca, ta cũng là như vậy, tu vi cùng tiên nhi đồng dạng. Thiên đạo tặng, để tu vi của bọn hắn tiến hơn một bước, hơn nữa cũng không phải loại kia tương tự với phục dụng đan dược đột phá, sẽ có một chút tỉ vết. Thiên đạo tặng tu vi, không có bất kỳ tác dụng phụ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn sau này tiềm lực. Lão tổ, nhưng mà lần này thiên đạo tặng bên trong cũng còn có vật gì khác. Đúng, tiên pháp. Tiên pháp. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là giật mình. Thiên đạo tặng, rõ ràng tặng tiên pháp, đây không phải thượng giới công pháp ư? Sao lại thế? Thế nào sẽ truyền thụ cho thái huyền giới người? Ta cũng là, ta cũng là, không chỉ là Trần Vân Hiên Diệp Chi Thu mấy người cũng nhận được tiên pháp tặng. Cái này quá dụ dỗ, đối với bất luận cái nào tu luyện giả mà nói, cũng không có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Phải biết, đây chính là siêu việt đế cấp công pháp. Trần Trường An nhìn xem mấy người, cười lấy hỏi: "Các ngươi ý tưởng gì?" Nghe được Trần Trường An lời nói, Trần Vân Hiên mấy người liếc nhau một cái, sau một lát, Trần Vân Hiên mở miệng nói ra: "Lão tổ, ta cảm giác có chút quá kỳ quái." Trong Thái Huyền giới, chưa từng có nghe nói ai tu luyện tiên pháp, nói cách khác, năm đó thiên địa nhân tam bảng cũng không có tặng dạng này công pháp. Phía trước không có, vì sao hiện tại có? Có phải hay không là bởi vì nhân bảng ban thưởng công pháp, chúng ta cũng không có tu luyện, nguyên cớ, ban thưởng tốt hơn công pháp, hướng dẫn chúng ta tu luyện. Tóm lại, ta cảm thấy trong này tất nhiên là có vấn đề. Đối với Trần Vân Hiên ý nghĩ này, Diệp Chi Thu mấy người cũng 10 điểm tán đồng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đột nhiên tặng đồ tốt như vậy, không có khả năng không mục đích gì. Đây đúng là một vấn đề. Nguyên cớ, Thiên đạo tặng công pháp, các ngươi tuyệt đối không muốn tu luyện. Ta truyền thụ cho công pháp của các ngươi, đầy đủ chỉ chống đỡ các ngươi đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, thậm chí là đột phá bình cảnh, phi thăng thượng giới. Về phần cái này Thiên đạo tặng công pháp, ta sẽ nghĩ biện pháp làm rõ ràng. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 283, 10 năm thời gian các ngươi có lòng tin đột phá đến đại đế cảnh giới ư? 10 năm, bây giờ tu vi cao nhất Trần Vân Hiên, tuy là đã có bất tử cảnh tầng 5 tu vi, nhưng muốn tại trong vòng 10 năm đột phá đến đại đế cảnh giới, cái này thật cũng không dễ dàng. Trong Thái Huyền giới, lưu truyền phổ biến nhất, tu vi đột phá nhanh nhất người, hình như cũng là trăm tuổi mới đột phá đến đại đế cảnh giới. Tuy nói cái kỷ lục này, tại trong lòng Trần Trường An cũng không phải cực kỳ đáng tin, bởi vì hắn cảm giác, Mục Vân Dao đột phá đến đại đế, tuyệt đối không dùng đến thời gian lâu như vậy nhưng gián tiếp cũng có thể chứng minh đột phá đến đại đế cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình nghe được trần trường an lời nói trần vân hiên cũng không có cảm giác được áp lực quá lớn bởi vì coi như trần trường an không nói đây cũng là hắn bây giờ mục tiêu thử một chút xem chẳng phải sẽ biết coi như không có đột phá đến đại đế cảnh giới ta tin tưởng mình cũng chưa chắc liền thật so những người kia yếu trần vân hiên cười lấy nói rất tốt không cần có bất kỳ áp lực các ngươi thực lực hôm nay đã viễn siêu người trong cùng thế hệ, thậm chí đã có thể cùng thế hệ trước cường giả chống lại. Các ngươi đã trở thành thời đại này người dẫn đường. Đi à, 10 năm thời gian mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ đi qua." Trần Trường An cười nhạt nói. Làm người trưởng thành phía sau, phân biệt là tại chuyện không quá bình thường, tuy là trong lòng dù sao cũng hơi không bỏ, nhưng mọi người đều rõ ràng, không có khả năng mỗi ngày chờ tại một chỗ. Trần Vân Hiên, Diệp Chi Thu cùng Lý Thất Dạ ba người cung Trần Trường An cáo biệt phía sau, liền rời đi trước. Cố Tiên Nhi cùng cổ phượng giao hai người kia, dù sao cũng là nữ hài tử, trong lòng không bỏ được tâm tình sẽ càng đậm một chút. Công tử, thiên địa nhân tam bảng kết thúc về sau, có thể hay không đừng tại đuổi ta đi. Lúc kia, ta có lẽ có năng lực, một mực làm bạn tại bên cạnh ngài à. Cố Tiên Nhi có chút khẩn trương mà hỏi. Tốt, thiên bảng kết thúc về sau, không đuổi ngươi đi. Trần Trường An cười lấy nói. Đa tạ công tử nghe được Trần Trường An lời nói trong lòng Cố Tiên Nhi tràn ngập vui sướng càng là hận không thể mười năm này thời gian lập tức đi tới Trường An ca ca vậy chúng ta Thiên bảng kết thúc về sau liền thành thân à Cổ Phượng giao một câu để Trần Trường An cũng là xứng sở thành thân nha đầu này thế nào sẽ có như vậy không thiết thực ý nghĩ ừm đến lúc đó nói sau đi ngươi ưa thích ta sao ngươi biết thành thân ý vị như thế nào ư ngươi biết ưa thích một người là cảm giác gì ư không ngươi không biết rõ ngươi còn nhỏ còn không hiểu những thứ này chờ ngươi thật sự hiểu những cái này phía sau suy nghĩ thêm vấn đề này à tốt cứ như vậy các ngươi nên đi cổ phượng giao một mặt mộng bức bị cố tiên nhi lôi đi hồi lâu sau vậy mới phản ứng lại tiên nhi trường an ca ca mới vừa nói đó là cái gì ý tứ hắn không phải vị hôn phu ta ư thành thân là chuyện rất bình thường à thế nào làm đến dường như ta đang bức hôn đồng dạng cổ phượng giao một mặt buồn bực hỏi khả năng công tử tạm thời còn không muốn suy nghĩ vấn đề này à đừng nghĩ nhiều như vậy thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng về sau sự tình sau này hãy nói cuối cùng chúng ta ai cũng không biết sau đó sẽ như thế nào không phải sao nghe được cố tiên nhi lời nói cổ phượng giao tán đồng gật đầu một cái tuy là theo tuổi tác bên trên nhìn cổ phượng giao lớn hơn một chút nhưng nếu như nói tâm trí bên trên tự nhiên là cố tiên nhi thành thục Cuối cùng Cố Tiên Nhi cũng không phải vẫn luôn bị người nâng ở trên lòng bàn tay đại tiểu thư, nàng trải qua sự tình quá nhiều. Nếu là không có Trần Trường An, đừng nói thức tỉnh cái gì Phượng Hoàng tiên thể, bây giờ nàng e rằng còn trầm luân tại trong thanh lâu. Tuy nói là bán nghệ không bán thân, nhưng ai cũng sẽ mang theo ánh mắt khác thường đi đối đãi nàng. Ân, không muốn, sau 10 năm sự tình, 10 năm sau lại nói. Vậy chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào đây? Cổ Phượng giao hỏi. Tùy duyên à. Cố Tiên Nhi cười cười cũng không có nói quá nhiều. Bây giờ, địa bảng kết thúc, đỉnh Thái Hoa người cũng đều rời đi không sai biệt lắm, Trần Trường An đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này. Mới đi không bao lâu, Trần Trường An liền phát giác được, có người theo chính mình. Cùng đại hoàng liếc nhau một cái, dứt khoát trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống tới, chờ đợi đối phương. Phong tiên thánh địa phong vũ niên, xin ra mắt tiền bối. Phong tiên thánh địa, nghe được mấy chữ này, Trần Trường An không khỏi đến nhớ mày phong tiên thánh địa không phải cũng sớm đã giải tán ư thế nào hiện tại lại chạy đến một cái ngươi tìm ta có việc trần trường an hỏi phụng thánh chủ mệnh lệnh mời tiền bối tiến về phong tiên thánh địa ba tháng phía sau chúng ta phong tiên thánh địa sẽ tái hiện thái huyền giới đến lúc đó còn hy vọng tiền bối có khả năng đại giá quang lâm phong tiên thánh địa trở về thái huyền giới cái phong tiên thánh địa này thánh chủ là người mới vẫn là người cũ Trần Trường An cơ hồ đều nhanh muốn đem chuyện này quên. Không nghĩ tới, vào lúc này, bọn hắn rõ ràng chính mình xuất hiện. Tại địa phương nào? Trần Trường An hỏi. Phong tiên thánh địa địa điểm cũ, phong tiên đài. Tốt, ta đã biết, ta sẽ đi. Như vậy, vậy vãn bối liền không quấy dày. Phong vũ niên rời đi về sau, Trần Trường An nhìn một chút đại hoàng, cười lấy nói, lại có chuyện làm. Ngươi nói, chúng ta cùng phong tiên thánh địa không có quan hệ gì, nhưng cùng phong tiên thánh địa chia ra tới thế lực, ân oán cũng không ít. Bọn hắn thánh chủ này mời chúng ta, ngụ ý vì sao? Nghe được Trần Trường An lời nói, đại hoàng không thèm để ý chút nào nói, tự tìm cái chết chứ. Bất quá lời nói này trở về, chuyện này sư phụ ngươi có biết hay không? Ta nhớ không lầm, sư phụ ngươi cùng cái này phong tiên thánh địa nguyên bản thánh chủ, đều là đời trước thiên địa nhân tam bảng thắng được người à. Hẳn là cũng xem như quen biết đã lâu à. Quen biết đã lâu nếu như là năm đó vị thánh chủ kia, chính xác xem như quen biết đã lâu, nhưng đối phương rõ ràng phi thăng thượng giới. Chỉ bất quá ban đầu ở vạn thú minh, mộc giã lời nói, Trần Trường An còn nhớ đến rất rõ ràng, năm đó thánh chủ rời đi về sau, là cho bọn hắn lưu lại qua nhiệm vụ. Sư phụ ta nên biết một chút, nhưng mà ai biết sư phụ ta bây giờ tung tích. Nói đến, từ lúc cổ ra phía sau, ta vẫn. Trần Trường An đang nói, đột nhiên chấn động trong lòng, sư phụ, nguyên bản một mực biến mất mục phân giao rõ ràng xuất hiện tại trần trường an trước mặt sư phụ nhìn thấy mục phân giao trần trường an cũng là chấn động trong lòng nụ cười trên mặt mười điểm rực rỡ sư phụ à ngươi là không biết ta có suy nghĩ nhiều người một ngày không có ngươi ta là ăn không ngon ngủ không ngon à dừng lại ngươi có phải hay không quên một dòng kịch song phượng thời điểm mục phân giao một câu để trần trường an trực tiếp mộng ngoạ tào người sư phụ này loại chuyện này, ngươi không phải là nghe chân tường à, còn có loại này yêu thích. Ngươi trông thấy ta, trốn cái gì? Mục phân giao cau mày, nhìn hướng một bên ngay tại lén lén lút lút đào tẩu đại hoàng, lạnh giọng hỏi một câu. Không, tuyệt đối không có, ta đây không phải. Khụ khụ, ta chính là cho các ngươi hai người bừng bừng địa phương, các ngươi trò chuyện. Ta, ta chính là một con chó, đừng làm khó dễ ta thôi. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 284 đối mặt mục vân giao đại hoàng có một loại bản năng sợ hãi cảm giác loại bản năng này là tại mục vân giao vô số lần đánh bên trong từng bước một hình thành tất nhiên trần trường an trong này ở giữa đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng gián tiếp liên hồi đại hoàng bị đánh số lần nguyên cớ mỗi một lần làm đại hoàng nhìn thấy mục vân giao đều có một loại muốn bị đòn ảo giác nhất là làm trần trường an cùng mục vân giao đồng thời xuất hiện thời điểm đại hoàng cảm giác chính mình muốn bị đòn khả năng vô hạn tăng lên cho ta thành thành thật thật chờ ở chỗ này. Nghe nói ngươi bây giờ cực kỳ ưa thích thành lâu nơi bướm hoa. Chơi vui ư. Mục phân giao mỉm cười, hù dọa đến đại hoàng kém chút tiểu không khống chế. Xong, cảm giác đúng rồi, liền là cảm giác này. Muốn chịu đòn. Không dễ chơi, một chút cũng không dễ chơi. Đây đều là Trần Trường An cái bằng hữu kia, đúng, huyền vô đạo mang ta đi. Hắn còn muốn mang Trần Trường An đi, ghê tởm nhất liền là cái huyền vô đạo kia ta cũng là thân bất do kỳ à. Ta, nhìn thấy Mục Vân Giao ánh mắt, Đại Hoàng cũng nói không nổi nữa, không có cách nào, trột xả à. Nó rất rõ ràng, Mục Vân Giao nhất định biết rất nhiều chuyện, chính mình nói nhiều hơn nữa đều không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì người ta trong lòng cùng gương sáng đồng dạng, cái gì đều biết. Không đi, sau đó không đi, đánh chết cũng không đi, ta muốn làm cái tốt, chó ngoan. Đại Hoàng cười đùa tí từng nói, được rồi, ta lần này không tâm tình đánh ngươi. Mục phân giao một câu, để đại hoàng cuối cùng nới lỏng một hơi, còn tốt lần này không tâm tình. Hả? Lần này không tâm tình. Ý gì? Sau đó có tâm tư còn đánh thôi. Sư phụ, ngươi khoảng thời gian này vội vàng cái gì đi? Vì sao theo cổ ra phía sau, ta cũng cảm giác không đến ngươi tồn tại đây? Trần Trường An tò mò hỏi. Đi tra một ít chuyện. Ngươi hẳn là cũng biết, phong tiên thánh địa sắp sửa tái hiện thái huyền giới. Năm đó phong tiên thánh địa thánh chủ, có lẽ rất sớm phía trước, liền đã trốn về thái huyền giới trốn về thái huyền giới đây là cái gì ý tứ sư phụ ý của ngươi là nói phong tiên thánh địa thánh chủ phi thăng thượng giới phía sau lại chạy về tới là bởi vì tại thượng giới đắc tội người sao chỉ bất quá hắn có trở về hay không cùng ngươi không có quan hệ à ngươi tại sao muốn đi điều tra trần trường an tò mò hỏi tự nhiên là bởi vì một chút nguyên nhân phong tiên thánh địa thánh chủ tên là phong tu tại năm đó thực lực gần với ta, thiên phú rất mạnh. Hắn năm đó phi thăng thời điểm, liền có lẽ bày ra cục này. Mục đích đúng là làm một ngày kia, hắn có khả năng trở về Thái Huyền Giới, mục đích là xưng bá toàn bộ Thái Huyền Giới. Hả? Ý tứ gì? Trần Trường An càng ngay càng không rõ, đều đã phi thăng Thượng Giới, đã như thế có thiên phú, xưng bá Thượng Giới không tốt sao? Hết lần này tới lần khác chạy về tới xưng bá Thái Huyền Giới. Đây không phải có mau bệnh ư, thái huyền giới liền như vậy có lực hấp dẫn ư mục phân giao nhìn thấy trong ánh mắt của trần trường an nghi hoặc thế là nói trong này có rất nhiều sự tình tóm lại lần này phong tiên thánh địa tái hiện tuyệt đối không phải một chuyện tốt chỉ bất quá ta một mực không có tìm được cái này phong tu chỗ ẩn thân nhưng mà hắn có lẽ đã biết ta tồn tại nguyên cớ ngươi lần này tiến về phong tiên thánh địa muốn giúp ta xem một chút phong tu phải chăng ở nơi nào nếu như ta đi chỉ sợ hắn sẽ chạy sẽ chạy sư phụ, trong này đến cùng còn có bao nhiêu sự tình. Tại sao ta cảm giác ngươi còn có rất nhiều lời không có nói ra? Trần Trường An câu mày hỏi. Thời cơ chưa tới. Ta chỉ có thể nói, phong tu người này, 10 điểm giỏi về mê hoặc nhân tâm, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ta còn có những chuyện khác phải xử lý. Đúng rồi, ngươi có phải hay không chỉ kém một khỏa thai trâu. Ngươi bây giờ tu vi đã đột phá đến bất tử cảnh. Thực lực chân thật như thế nào? Mục Vân Giao tò mò hỏi chân thực chiến lược lời nói, diệt đi đại đế đỉnh phong, dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Trần Trường An còn không có đột phá đến bất tử cảnh thời điểm, liền đã có khả năng chém giết đại đế đỉnh phong. Bây giờ thực lực lần nữa tăng vọt, đại đế đỉnh phong tại Trần Trường An trước mặt cũng bất quá liền là một cái đệ bên trong đệ thôi. Ồ, tới, ta thử xem thực lực của ngươi. Lời này vừa nói ra, đại hoàng ánh mắt sáng lên. Tốt, quá tốt rồi. Nó đã sớm muốn nhìn một chút, Trần Trường An thực lực hôm nay có thể hay không cầm chắc lấy sư phụ nàng. Sư phụ, cái này không được đâu. Ta sao có thể đối sư phụ ngài động thủ đây? Cái này nếu là đả thương đụng vào, đệ tử đau lòng biết bao. Đả thương đụng vào, Mục Vân Giao cười lạnh một tiếng, nhìn xem Trần Trường An nói. Ngươi là quá để ý mình, vẫn là quá xem thường ta. Ta mặc dù không gây thương tổn được ngươi mảy may, nhưng ngươi cũng đừng hòng thương tổn đến ta. Như vậy có tự tin, Trần Trường An cũng thật tò mò, chính mình vị sư phụ này thực lực đến tột cùng đạt tới trình độ gì. Sư phụ, vậy cũng đừng trách đệ tử không khách khí. Toàn lực xuất thủ. Tốt. Trần Trường An không còn nói nhảm, toàn lực xuất thủ, trực tiếp hướng về Mục Vân Giao công đi qua. Nhìn thấy Trần Trường An khí thế, cùng bộc phát ra uy lực, Mục Vân Giao cũng là vừa ý gật đầu một cái. Không tệ, xem như có chút bản lĩnh thật sự. Bất quá, còn chưa đáng kể. Ẩm. Ngoạ tào thế nào sẽ kém cách lớn như vậy? Trần Trường An thực lực mạnh bao nhiêu, đại hoàng một mực theo bên người, tự nhiên là nhất thành nhị sở. Nhưng nó tuyệt đối không ngờ rằng Trần Trường An cùng Mục Vân Giao ở giữa khoảng cách thế mà lại lớn như vậy. Một bàn tay, vẫn là cái kia quen thuộc một bàn tay. Trần Trường An tuy là thân thể cũng không nhận được bất kỳ thương tổn, nhưng Mục Vân Giao một bàn tay này trực tiếp đem Trần Trường An chưa thức hóa giải, đồng thời đem hắn hung hăng đập bay ra ngoài. Trần Trường An thực lực hôm nay tại toàn bộ thái huyền giới có thể nói đạt tới vô địch chi cảnh bất luận một vị nào đại đế đỉnh phong đều khó có khả năng là đối thủ của hắn nhưng mà đối mặt mục vân giao giống như là một cái ba tuổi hài đồng đối mặt một cái ba mươi tuổi thành niên tráng hán vẫn là vô cùng tráng loại kia trần trường an lúc này cũng là khiếp sợ không thôi vẫn luôn biết sư phụ thực lực rất mạnh nhưng trước kia trần trường an cũng không có một cái rõ ràng nhận thức cuối cùng năm đó trần trường an không có chút nào tu vi nhưng hôm nay hắn xem như thật hiểu vì sao năm đó Mục Vân Giao chắc chắn như thế, nàng không đả thương được Trần Trường An, toàn bộ thái huyền giới, liền không có người nào có thể. Đây mới thực là tự tin à, liền Mục Vân Giao thực lực này, toàn bộ thái huyền giới buộc chung một chỗ, e rằng đều không đủ nàng một người đánh. Sư phụ, tu vi của ngươi, không phải đại đế đỉnh phong có đúng hay không? Nghe được Trần Trường An lời nói, Mục Vân Giao thản nhiên nói, không nên hỏi không nên hỏi, có một số việc, sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Thực lực của ngươi không tệ, coi như là thật gặp phải phong tu, lấy hắn bây giờ tình huống, có lẽ không đối phó được ngươi. Dạng này, ta cũng yên lòng để ngươi một người đi qua. Hả? Không đúng, nhục thân của mình cường độ, sư phụ là biết đến, vì sao sẽ còn không yên lòng? Sư phụ, vì sao lại không yên lòng ta? Hắn sợ ngươi, có lẽ không bằng thực lực của ngươi, có lẽ đối ta không tạo thành uy hiếp à? Không tệ, công khai tới, chính xác không tạo thành, nhưng ta nói, người này giỏi về mê hoặc nhân tâm thủ đoạn ti tiện, ta sợ ngươi ăn thịt ngầm. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 285. Ăn thịt ngầm, Trần Trường An sống lâu như vậy, cũng thật là chưa từng có nếm qua thịt ngầm. Mục Phân Giao nói như vậy, ngược lại để Trần Trường An đối cái này phong tu cảm giác đến hứng thú tới, chẳng lẽ là một cái lão âm bức. Vậy mình nói cái gì đều đến gặp một lần đối phương, nhìn một chút đến tột cùng ai càng âm. Sư phụ ngươi yên tâm, luận âm hiểm, ta cũng chưa chắc bại bởi hắn. Trần Trường An cười lấy nói. Ân, ta ngược lại quên, phương diện này, ngươi vô sự tự thông, càng là không ai bằng. Sư phụ, cái này gọi cái gì lời nói, nhiều tổn thương cảm tình à. Ha ha, chẳng lẽ vi sư nói không đúng? Chán, sư phụ nói cái gì đều là đúng, hết thảy lấy sư phụ nói làm tiêu chuẩn. Sư phụ nói trời là phấn, ngày kia liền là phấn, sư phụ nói nước là tím, cái kia nước liền là tím. Chỉ cần là sư phụ nói, vậy liền nhất định là chân lý. Sư phụ, ta. À. Được rồi, những lời này tự ngươi nói xong, sẽ không đỏ mặt ư. Không biết à, đều là thực tình chân ý lời nói thật, vì sao đỏ mặt. Nhìn thấy Trần Trường An nơi này thẳng khí tráng bộ dáng, trong lòng Mục Vân Giao cũng là 10 điểm bất đắc dĩ. Tuy nói bây giờ Trần Trường An thực lực càng ngày càng mạnh, thế nhưng tính tình này, thế nào còn cùng phía trước độc nhất vô nhị. Cực hạn không biết xấu hổ. Một khỏa cuối cùng thai châu, ta biết đại khái tại địa phương nào. Hạt châu sự tình giao cho ta, Nhiệm vụ của ngươi, giúp ta tìm tới Phong Tu hủy Phong Tiên Thánh địa. Bất quá, vạn sự trước chú ý mình an toàn. Cuối cùng đi qua thượng giới, ta cũng không xác định hắn phải chăng có tổn thương gì thủ đoạn của ngươi. Mục Vân Giao nhắc nhở. Phong Tu bất kể nói thế nào, cũng là đi thượng giới nhiều năm như vậy, hơn nữa vốn là một vị tuyệt thế yêu nghiệt, sẽ có hay không có cái gì thủ đoạn đặc thù, Mục Vân Giao cũng không rõ ràng. Tuy nói Mục Vân Giao cũng biết Trần Trường An thể chất đặc thù, nàng cũng một mực không có tìm được là nguyên nhân gì nhưng một số thời khắc vẫn không thể quá bất cẩn. Sư phụ, ngươi yên tâm đi, hắn thương không được ta. Trần Trường An cười lấy nói. Tốt nhất là dạng này. Vẫn là cẩn thận một chút. Ta đi trước. Được, sư phụ. Mục phân giao tới đột nhiên, đi đồng dạng 10 điểm đột nhiên, nhưng mà đi qua lần này nói chuyện với nhau, Trần Trường An cảm giác trên mình Mục Vân giao có rất nhiều bí mật là chính mình không biết. Hơn nữa trước mắt tới nhìn, Mục phân giao cũng không tính nói với chính mình, có lẽ thật chỉ có đợi đến lúc thời cơ chín mùi mới sẽ để tự mình biết à. Quá đáng sợ. Trần Trường An, sư phụ ngươi thật sự là quá đáng sợ. Ta hiện tại mới phát hiện, phía trước nhiều năm như vậy, nàng đánh ta nhiều như vậy hồi, đều là hạ thủ lưu tình. Bằng không, sư phụ ngươi tùy thời đều có thể diệt ta. Má ơi, ngươi nói đây là vì sao? Nghĩ như vậy, ta ngược lại có chút ít vui vẻ đây. Đại hoàng cảm giác tâm tình của mình 10 điểm phức tạp, chịu đòn vốn là không phải cái gì chuyện cao hứng có thể vừa nghĩ tới mục vân giao thực lực chân thật khủng bố như vậy, hình như chịu đòn, cũng không phải như thế mất mặt. Cuối cùng, không phải ai đều có tư cách bị mục vân giao đánh, hơn nữa còn không bị đánh chết. Đại hoàng càng nghĩ, càng cảm thấy mình cùng chúng khác biệt, thậm chí, bắt đầu có chút kiêu ngạo lên. Trần Trường An nhìn thấy đại hoàng cái này kiêu ngạo dương lên đầu chó, không khỏi đến lắc đầu, ra hỏa này, không cứu nổi. Cái này mẹ nó có cái gì có giá trị thật kiêu ngạo. Đại hoàng, ngươi ngày nào đó nếu là có bản sự đem sư phụ ta đánh một hồi, vậy ngươi tại thật tốt kiêu ngạo một chút đi. Lớn mật. Trần Trường An, ngươi nghiệt đồ này, thế nào nói như thế? Sư phụ ngươi trong lòng ta, đây chính là. Được rồi, đừng vuốt mông ngựa, sư phụ ta đã sớm đi xa. Im miệng, cái này cùng sư phụ ngươi đi có xa hay không có quan hệ ư. Ta đây là tôn trọng, tôn trọng ngươi biết hay không? Ngươi cái này ngỗ nghịch đồ. Ngươi không sợ, Vậy ngươi hung hăng hướng sư phụ ta rời đi cái hướng kia nhìn cái gì? Ta, ta đây là. Đừng nói nhảm, đi, đi phong tiên đài. Phong tiên thánh địa thánh chủ phong tu, chính là theo thượng giới trốn về đến người, mục vân giao mặc dù không có nói rõ. Nhưng Trần Trường An cảm giác được, phong tu trốn về đến chỉ sợ cũng trả giá không ít đại giới. Về phần phong tu vì sao năm đó liền bố cục trở về thái huyền giới, cùng tại cái này mấu chốt gây dựng lại phong tiên thánh địa, Trần Trường An cũng không minh bạch. Có thể chuyến này, chỉ sợ sẽ không thái an sinh nghe nói không phong tiên thánh địa muốn tái hiện thái huyền giới chuyện lớn như vậy tự nhiên là nghe nói bây giờ không ít siêu cấp thế lực người đều chạy tới phong tiên đài dù sao cũng là đã từng đỉnh cấp thế lực ai cũng không dám xem nhẹ nếu không phải lần này truyền tới tin tức ta cũng không biết phía trước chúng ta thái huyền giới còn có phong tiên thánh địa như vậy một cái khủng bố thế lực tồn tại tất nhiên khủng bố không có nghe nói sao long đế cung cung chủ long vô kỳ đã từng đều là phong tiên thánh địa người, còn có, huyết đầu điện cũng đưa về phong tiên thánh địa. Không chỉ dạng này, còn có không ít siêu cấp thế lực đều tuyên bố gia nhập vào phong tiên thánh địa, thật là thật là khủng khiếp à. Xem ra, phong tiên thánh địa là muốn dơ lên, trở thành thái huyền giới đệ nhất thế lực. Không sai, đã có dạng này thế đầu, coi như là tam đại gia tộc dạng này thế lực liên thủ, e rằng đều không phải phong tiên thánh địa đối thủ. Ai, thật rất muốn tới kiến thức một thoáng trận này thịnh sự, đáng tiếc, chúng ta nơi nào có tư cách kia. Bây giờ, trong trung thiên vực, rất nhiều nơi đều đang thảo luận phong tiên thánh địa tái hiện sự tình. Nhìn ra được, phong tiên thánh địa công việc quảng bá làm 10 điểm đúng chỗ, cũng chính xác đưa tới rất lớn oanh động. Cái này phong tiên thánh địa là muốn muốn để toàn bộ trung thiên vực người đều biết chuyện này à. Quá kiêu căng, có chút không quá bình thường. Cái kia phong tu không phải trốn trốn tránh tránh đó sao? Vì sao đột nhiên cao điệu như vậy? Đoạn đường này, đại hoàng khắp nơi đều có khả năng nghe được người khác thảo luận chuyện này, trong lòng cũng là cảm giác 10 điểm nghi hoặc. Điều này nói rõ phong tu đã không có ý định tiếp tục ẩn núp, hoặc là nói, hắn là muốn muốn lợi dụng lần này sự tình, làm chút gì, tốt đạt tới hắn mục đích thực sự. Trần Trường An cười nhạt nói. Người nói, mục đích của hắn đến cùng là cái gì đây? Sương ba thái huyền giới có chỗ tốt gì ư? Muốn làm lớn như vậy chiến trận? Ta thật sự là không quá lý giải. Không hiểu, Trần Trường An đồng dạng cũng không hiểu, bởi vì hắn cảm thấy trong này có rất nhiều chính mình cũng không biết sự tình, cho nên mới sẽ để tất cả mọi chuyện nhìn lên đều không có đầu mối. Có lẽ chỉ có biết mọi chuyện cần thiết mới sẽ thực sự hiểu rõ đến chân tướng là cái gì. Ta tương đối chờ mong lần này phong tiên đài hành trình, ta cảm giác chúng ta sẽ biết rất nhiều chuyện thú vị. Trần Trường An cười lấy nói, có cô sự nghe, cái này tốt cái này tốt rất lâu không có nghe được cái gì rất có sức bùng nổ cố sự. Đi đi đi, vậy chúng ta đi nhanh một chút à. Đại hoàng cùng Trần Trường An có khả năng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nguyên nhân chủ yếu. liền là bọn hắn chơi đạt được cùng đi, không vẻn vẹn phá, ưa thích hưởng thụ, càng ưa thích một chỗ nghe bát quái, nghe cố sự. Gấp làm gì, đi sớm, không bằng đi đúng dịp. Từ từ đi. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 286, phong tiên đài. Từ lúc Phong Tiên Thánh Địa giải tán phía sau, Phong Tiên Đài một mực ở vào một cái hoang vu trạng thái. Chỉ bất quá, năm đó Phong Tu tại Phong Tiên Đài bố trí một cái siêu cấp đại trận, tuy là đã qua trên vạn năm thời gian, nhưng nơi này chưa từng có bị phá hư qua. Đã từng cũng không ít người muốn đi tới Phong Tiên Đài tìm kiếm một thoáng, phải chăng còn có cái gì bỏ sót bảo vật. Có thể Phong Tu thực lực quá cường đại, hắn chỗ bố trí siêu cấp đại trận, người bình thường căn bản cũng không có biện pháp mở ra mà những cái kia có năng lực mở ra người, cũng không tâm tình đi tới nơi này đi nhặt chỗ tốt. Cuối cùng Phong Tiên Thánh Địa sau khi giải tán, tốt một chút đồ vật, chỉ sợ sớm đã bị mọi người phân sạch sẽ. Bây giờ, trên vạn năm đi qua, Phong Tiên Thánh Địa tái hiện thái huyền giới, Phong Tiên Đài, tự nhiên cũng thay đổi đến náo nhiệt. Thật là không nghĩ tới, Phong Tiên Thánh Địa thế mà còn biết tái hiện. Càng không nghĩ đến, Phong Tiên Thánh Địa thế mà lại có nhiều cao thủ như vậy. Cũng không biết, bây giờ cái này Phong Tiên Thánh Địa Thánh chủ đến tột cùng là ai lại có cường đại như thế lực hiệu triệu cổ phong hoa tự nhiên tại được mời trong hàng ngũ dù sao cũng là phong tiên thánh địa loại này đã từng thế lực bá chủ cấp bậc thế lực cổ phong hoa cũng không muốn bỏ lỡ nhưng làm tới sau khi đến phong tiên đài trong lòng cổ phong hoa vẫn là rất khiếp sợ ở đâu ra nhiều như vậy đại đế cường giả hơn nữa cái này phong tiên thánh địa quá bất hợp lý à lại có nhiều như vậy siêu cấp thế lực gia nhập trong đó long đế cung còn chưa tính cuối cùng nguyên bản là phong tiên thánh địa chia ra đi cái này huyết đồ điện minh nguyên tông ngụy gia từ gia còn có cái này vân lang cung đều gia nhập vào phong tiên thánh địa cái này trung thiên vực to to nhỏ nhỏ mấy chục cái thế lực rõ ràng đều bị phong tiên thánh địa chiêu mộ nhiếp gia lão tổ lúc này trong lòng chấn động cũng không so cổ phong hoa ít mặc cho ai đều không nghĩ tới phong tiên thánh địa thế mà lại chiêu mộ nhiều người như vậy bất quá năm đó theo phong tiên thánh địa chia ra tới hình như cũng chỉ có một cái long đế cung trở về năm đó đám người này đều không yếu rất nhiều người cuối cùng đều không xuất đầu lộ diện không biết tung tích trên mặt nổi tựa hồ chỉ có long vô kỳ thành lập long đế cung tương đối có danh khí dạ gia lão tổ cho mày nguyên bản những chuyện này bọn hắn cũng không có quá nhiều để ý nhưng hôm nay phong tiên thánh địa hiện thế luôn cảm giác nơi nào tựa hồ có chút vấn đề tính toán hiện tại muốn nhiều như vậy cũng vô dụng phong tiên thánh địa lại xuất hiện đã là sự thật chỉ cần bọn hắn không làm ra một chút đối chúng ta chuyện bất lợi không tất muốn nhiều như vậy cổ phong hoa cười nhạt nói lời nói mặc dù như vậy mà dù sao chúng ta là tam đại gia tộc lão tổ thực lực đều tại đại đế đỉnh phong cảnh giới đi tới cái này phong tiên thánh địa cái này phong tiên thánh địa thánh chủ làm gì cũng đến lộ diện à bây giờ đều đi qua đã mấy ngày chúng ta liền đối phương là ai cũng không biết rõ đây cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt nhiếp gia lão tổ có chút tức giận nói Chính xác, cái này phong tiên thánh địa hành động, dù sao cũng hơi quá tùy tiện. Cổ phong hoa cùng dạ gia lão tổ đồng dạng cảm giác, cái này phong tiên thánh địa có chút thật ngông cuồng một chút. Bọn hắn loại cấp bậc này người đến, đều chỉ là tùy tiện an bài một cái nghỉ ngơi địa phương làm qua loa. Người khác đãi ngộ thì càng không cần phải nói, tại đạo đãi khách phương diện này, quả thực là kém một chút. Không chỉ là cổ phong hoa bọn hắn nghĩ như vậy, tất cả đi tới phong tiên thánh địa tân khách, trong lòng đại bộ phận đều là ý nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, rất nhiều người cũng không có dạng này can đảm. Khoảng cách phong tiên thánh địa cử hành nghi thức thời gian cũng chỉ còn lại hai ngày. Cái kia tới cũng đều đến không sai biệt lắm. Phong tiên thánh địa một chỗ trong mật thất, lúc này, Long Vô Kỳ một mực cung kính đứng ở một bên. Đây chính là ngươi tìm kiếm thân thể mới. Nhìn lên còn không tệ. Một thanh âm vang lên, Long Vô Kỳ lập tức trả lời. Thánh chủ, vì sao không cho ta chọn lựa Trần Vân Hiên bọn hắn? Không rõ, những người này đều là tuyệt thế yêu nghiệt đều là nắm giữ đại khí vận người ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội này cùng năng lực ư thể chất của bọn hắn tuy tốt nhưng không hẳn thích hợp ngươi bây giờ thân thể này có thể cùng linh hồn của ngươi hoàn mỹ dung hợp đây mới là thích hợp nhất ngươi mật thất không lớn lại chỉ nghe kỳ thanh không gặp một thân long vô kỳ nghe được thánh chủ phong tu lời nói cung kính gật đầu một cái đạo vẫn là thánh chủ đại nhân suy nghĩ chu toàn đây là ngươi nên được ta rời đi về sau Ngươi làm rất tốt. Như không phải ngươi tại Thái Huyền giới giúp ta một mực chủ tính, cũng sẽ không có bây giờ cảnh tượng này. Chỉ là đáng tiếc, Mộc Dã cùng Vạn Thú Minh bị diệt. Bây giờ, cái kia người tới, có lẽ chỉ kém cái này một cái Trần Trường An à. Trần Trường An, nghe được cái tên này, Long Vô Kỳ sắc mặt biến hóa, Trần Trường An xuất hiện thời gian cũng không lâu, nhưng Long Vô Kỳ quả thực không dám chơi chọc người này. Hơn nữa, Trần Trường An một mực cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác long vô kỳ thật sự là không nghĩ ra vì sao thái huyền giới lại đột nhiên ở giữa xuất hiện như vậy một vị thực lực mạnh mẽ tồn tại cái trần trường an này có chút ý tứ bất quá lai lịch người này không rõ ta còn cần thăm dò một phen nếu có thể làm việc cho ta đại kế có thể thành phong tu cười lạnh nói thánh chủ thực lực thông thiên coi như không có trần trường an tất nhiên cũng như thành tựu đại nghiệp long vô kỳ cung kính nói được rồi đi chuẩn bị đi được thánh chủ. Long vô kỳ rời đi về sau, trong mật thất đột nhiên xa vào đến đen kịt một màu bên trong, tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Hình như mơ hồ có một đoàn hắc ảnh xuất hiện, nhưng rất nhanh liền dung nhập vào trong hắc ám. Đảo mắt, liền đến phong tiên thánh địa lần nữa hiện thế thời gian. Trên phong tiên đài, tân khách tề tụ, phong tiên thánh địa cường giả cũng là nhộn nhịp đến đông đủ. Nhìn thấy phong tiên thánh địa nhiều như vậy đại đế cảnh giới cường giả, quả thực để mọi người tại đây đều là một mặt mộng bức. Cái này, Thế nào sẽ nhiều như vậy? Một cái phong tiên thánh địa, lại có hơn ngàn đại đế cảnh giới cường giả. Người kia, đây không phải là Vân Lăng cung tìm Lôi Ư, hắn rõ ràng đại đế cảnh giới. Còn có người kia, không phải Ngụy Gia Ngụy Minh Khải Hoàn ư, hắn cũng đại đế cảnh giới. Những người này, những người này tu vi, thế nào sẽ đều đột phá đến đại đế cảnh giới? Tại trận rất nhiều tân khách, không ít người đều nhìn thấy chính mình đã từng nhận thức tồn tại, có thể thế nào cũng không có nghĩ đến. Những người này thực lực hôm nay, dĩ nhiên đều đột phá đến đại đế cảnh giới. Phong Tiên Thánh Địa dựa vào sức một mình, liền để đại đế cảnh giới hình như biến đến giá rẻ rất nhiều. Những người này không thích hợp. Có gì đó quái lạ. Cổ Phong Hoa mấy người liếc nhau một cái, đều cảm giác được, cái này Phong Tiên Thánh Địa có vấn đề. Nhưng hôm nay, bọn hắn đều đã xuất hiện tại nơi này, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nhìn một chút Phong Tiên Thánh Địa, đến tột cùng muốn làm trò xiếc gì. Chết tiệt cái trần trường an này thế nào vẫn chưa tới long vô kỳ lúc này cũng là cho mày đều đã đến lúc đó ở giữa cái này trần trường an rõ ràng còn chưa có xuất hiện bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 287. các vị hôm nay liền là chúng ta phong tiên thánh địa lần nữa hiện thế thời gian cực kỳ cảm tạ các ngươi có khả năng đại giá quang lâm lần nữa trước làm một cái tự giới thiệu ta chính là phong tiên thánh địa đại trưởng lão long nhọn vô kỳ Long Vô Kỳ, hắn là Long Vô Kỳ. Cổ Phong Hoa đám người lúc này nhìn về phía Long Vô Kỳ, không khỏi đến đều là sững sờ. Bọn hắn những người này là gặp qua Long Vô Kỳ, căn bản cũng không phải là cái dạng này. Một người dung mạo có lẽ có thể thay đổi, nhưng Long Vô Kỳ căn bản là không giống như là thay đổi tướng mạo, mà là hoàn toàn biến thành một người khác. Cái này Long Vô Kỳ thế nào bây giờ biến thành cái dạng này? Hắn lại là chúng ta đã từng thấy qua cái Long Vô Kỳ kia ư? Đại đế đỉnh phong cảnh giới không sai, hẳn là hắn, chỉ là biến hóa này. Tất cả mọi người đang nghi ngờ, Long Vô Kỳ cũng biết sẽ tạo thành tình huống như vậy, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chờ một chút. Nếu là Phong Tiên Thánh Địa lần nữa hiện thế, lại đem chúng ta đều mời được nơi này, các ngươi Phong Tiên Thánh Địa thánh chủ chẳng lẽ không chuẩn bị ra mặt ư? Cổ Phong Hoa cau mày hỏi. Muốn gặp chúng ta thánh chủ? Ha 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 ha, sẽ có cơ hội này. Nghe được Long Vô Kỳ lời nói, mọi người thì càng là không hiểu khai tông lập phái nào có chủ nhân chân chính không ra mặt đạo lý còn muốn chờ có cơ hội vậy bây giờ đây mời chúng ta nhiều người như vậy tới liền là dạng này một cái đạo đại khách nhiếp gia lão tổ câu mày hỏi không vội lại chờ một chút long vô kỳ cười lấy nói chờ cái gì dạ gia lão tổ hơi không kiên nhẫn mà hỏi chờ một người chờ một người chẳng lẽ là long vô kỳ lời nói để cổ phong hoa đám người đều là nhướng mày ai không có tới còn có thể để phong tiên thánh địa yên lặng chờ đợi trần trường an chẳng lẽ bọn hắn là tại chờ đợi trần trường an thật là xin lỗi để mọi người đợi lâu long vô kỳ giọng điệu cứng rắn nói xong trần trường an âm thanh liền truyền vào đến mọi người trong lỗ tai nhìn thấy trần trường an xuất hiện phản ứng của mọi người cũng là không giống nhau cổ phong hoa những cái này cùng trần trường an người quen đều là sắc mặt vui vẻ cái khác không biết trần trường an người thì là tỉ mỉ quan sát. Trên mặt của Long Vô Kỳ lại xuất hiện thập phần vui vẻ nụ cười. Trần Trường An đồng dạng đang quan sát tại trận những người này, khi thấy lãnh đồ một khắc này, Trần Trường An cũng là sướng sở. Huyết đồ đại đế lãnh đồ, ban đầu ở Đan Đế thành, rõ ràng đã bị chính mình chém giết, bây giờ rõ ràng xuất hiện ở cái địa phương này, có ý tứ. Đã người đều đã đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Long Vô Kỳ thần bí cười một tiếng, để tất cả mọi người có một loại dự cảm không tốt, sau một khắc Long Vô Kỳ xuất lĩnh Phong Tiên Thánh Địa hơn ngàn đại đế cảnh giới cường giả, đồng thời hai tay kết ấn. Kết trận. Sau một khắc, toàn bộ Phong Tiên Đài đã bị một đạo trận pháp bao phủ, đem mọi người cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Cái này, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi Phong Tiên Thánh Địa, chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta những người này đều lưu ở nơi đây sao? Tốt một cái Phong Tiên Thánh Địa, đây là muốn độc bá thái huyền giới ư? Đừng tưởng rằng nhiều người của các ngươi, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tình huống như thế nào? Vì sao ta cảm giác linh lực trong cơ thể bị áp chế lại? Ta cũng là Cổ Phong Hoa đám người đều là sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, phong tiên thánh địa trận pháp này lại có thể ngăn chặn trong cơ thể của bọn hắn linh lực. Coi như là Cổ Phong Hoa loại này đại đế đỉnh phong cảnh giới cường giả dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Loại tình huống này, để tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ, có thể nói bọn hắn hiện tại không có chút nào năng lực phản kháng. Các ngươi phong tiên thánh địa đến tột cùng muốn làm gì? Cổ phong hoa tức giận hỏi. Các vị không nên kinh hoàng, nếu là các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, yên tâm, an toàn của các ngươi, không có bất cứ vấn đề gì. Long vô kỳ nhìn xem mọi người cười cười, theo sau nhìn hướng Trần Trường An, nói. Trần Trường An, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Ồ, cuối cùng ư. Ban đầu ở Đan Đế Thành, ta cũng đã gặp qua người. Trần Trường An cười nhạt nói. Ngày đó quả nhiên không có lửa qua người bất quá đều đã không trọng yếu trần trường an ngươi mới là thánh chủ chân chính người muốn gặp long vô kỳ cười lấy nói đúng dịp thật đây không phải trần trường an tới mục đích liền là hướng thánh chủ này tới ngươi có thể yên tâm những người này chúng ta tạm thời sẽ không động tất nhiên vậy cũng muốn ngươi ngoan ngoãn nghe lời mới được hả uy hiếp chính mình dùng những người này tính mạng tới uy hiếp chính mình sống chết của bọn hắn có quan hệ gì tới ta đây ngươi sẽ không thật cho là như vậy một cái phá trận pháp liền có thể vây khốn ta đi. Trần Trường An cười lạnh nói. Ha 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 ha, ngươi nếu là thật sự đi, những người này thật là liền không có mệnh. Coi như ngươi có năng lực rời đi, ngươi thật chịu đi ư. Nhiều người như vậy vì ngươi mà chết, ngươi lương tâm cũng tạm ư. Lương tâm? Lương tâm là cái gì? Ngươi cảm thấy ta loại người này sẽ có ư. Trần Trường An lời nói, để Long Vô Kỳ có chút đau đầu, cổ phong hoa đám người càng là cho mày, không biết rõ Trần Trường An đến cùng sẽ làm thế nào. Nếu là Trần Trường An đi thật, vậy bọn hắn đám người này, e rằng hôm nay thật sẽ chết ở chỗ này. Long vô kỳ nhìn kỹ Trần Trường An xem xét cẩn thận một phen, cái này Trần Trường An phong cách hành sự quá khiêu thoát, hắn thật lo lắng. Sau một khắc, Trần Trường An quay đầu rời đi. Cái kia, có thể hay không thương lượng một chút? Chúng ta Thánh Chủ thật muốn gặp người. Nhìn thấy Long vô kỳ ngữ khí cùng thái độ đều chậm lại. Cái này khiến những người khác là 10 điểm bất ngờ. Long Vô Kỳ người này, có thể hướng tới không phải người dễ nói chuyện như vậy, bây giờ đối mặt Trần Trường An, thế nào còn mang theo khẩn cầu ý tứ. Người khác cũng không rõ ràng, nếu là mình không làm được thánh chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hậu quả lại là khủng bố cỡ nào. Nguyên cớ Long Vô Kỳ mặc kệ có nguyện ý hay không, hắn bây giờ đều đến cúi đầu. Thái độ này không tệ. Ta đi gặp các ngươi thánh chủ có thể, nhưng mà ta hy vọng chờ ta trở lại thời điểm, bọn hắn còn ở nơi này trần trường an thản nhiên nói tốt ngươi đây có thể yên tâm gặp trần trường an đáp ứng xuống long vô kỳ cũng là nới lỏng một hơi về phần người khác chết sống long vô kỳ cũng không thèm để ý huống hồ chính mình chỉ là đáp ứng tạm thời không giết nếu là sự tình phát triển cùng thánh chủ dự tính không giống nhau đến lúc đó lại giết cũng được đại hoàng ngươi lưu tại nơi này đi để phòng vạn nhất trần trường an truyền âm nói yên tâm đi nơi này giao cho ta liền tốt đi thôi mang ta đi gặp gỡ các ngươi cái này phong tiên thánh địa thánh chủ. Tốt, mời tới bên này. Long Vô Kỳ cũng không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp mang theo Trần Trường An tiến về phong tiên thánh địa thánh chủ ẩn tàng trong mật thất. Các ngươi thánh chủ này như vậy người không nhận ra, rõ ràng còn trốn đi. Trần Trường An dám nói như vậy, như Long Vô Kỳ phải dám trở về. Liền là căn này mật thất, thánh chủ liền tại bên trong. Xin mời. Bạn chuẩn bị xem từ Trường Sinh Bất Tử tu tiên ta liền vô địch tập 288 mở ra mật thất cửa chính, bên trong đen kịt một màu, Trần Trường An ngược lại cũng không e ngại, mà là đi thẳng vào. Làm mật thất cửa chính bị quan bế phía sau, trong mật thất đột nhiên phát sáng lên. Trần Trường An nhìn một chút, trong này cũng không có bất kỳ đèn, đến tột cùng là thế nào sáng lên, cũng thật là có chút kỳ quái. Chỉ bất quá, trong cái mật thất này, loại trừ Trần Trường An bên ngoài mình, không còn có một người khác. Muốn gặp ta, lại không xuất hiện. Vẫn là nói, ngươi không có cách nào xuất hiện trần trường an cười nhạt nói trần trường an ngươi người này thật rất thú vị ta càng hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là ai trần trường an cũng cảm giác có chút hiếu kỳ thánh chủ này phong tu là làm sao làm được hắn có lẽ ngay tại trong cái mật thất này nhưng mình dĩ nhiên không cách nào cảm giác được sự tồn tại của đối phương xứng đáng là có khả năng theo thượng giới trốn về đến người bản sự thật không tầm thường không biết rõ ta là ai vậy ngươi gặp ta làm cái gì trần trường an cũng không khách khí trực tiếp đi đến cái ghế một bên ngồi ha 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 ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi có phải hay không người thái huyền giới hả có phải hay không người thái huyền giới đây là vấn đề gì sinh tại thái huyền giới tự nhiên là thái huyền giới người trần trường an thản nhiên nói đã như vậy cái kia có mấy lời ta ngược lại có thể yên tâm nói cho ngươi nghe ngươi có biết ta là ai phong tiên thánh địa thánh chủ phong tù ngươi biết thật kỳ quái sao ngươi thật không phải là thái cổ tiên vực người thái cổ tiên vực thượng giới danh tự ư trần trường an còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này mà phong tu phản ứng để trần trường an cũng có chút không hiểu hắn đến cùng tại lo lắng chút gì nhìn tới ngươi thật không phải là thái cổ tiên vực người trần trường an phản ứng để phong tu cực kỳ khẳng định đối phương là lần đầu tiên nghe được cái tên này phong tu cũng không có đi giàu gì trần trường an vì sao biết mình danh tự bởi vì hắn thấy cái này cũng không trọng yếu thái huyền giới biết mình người còn có trần trường an nghe nói qua cũng bình thường trần trường an thực lực của ngươi rất mạnh nguyên cớ ta rất xem trọng ngươi ta muốn cùng ngươi nói một cái hợp tác không biết ngươi có hứng thú hay không phong tu cười lấy hỏi hợp tác giúp ngươi xưng bá thái huyền giới ư ta đối chuyện này nhưng cũng không có hứng thú gì huống hồ ngươi cái này hợp tác thái độ ta không phải cực kỳ ưa thích Trần Trường An thản nhiên nói. Xưng bá thái huyền giới. Đối với chuyện này, hứng thú của ta cũng không lớn. Ta biết, ngươi cảm thấy ta trốn trốn tránh tránh không gặp người, rõ rệt không có thành ý phải không? Vậy ta tiếp xuống phải nói cho ngươi sự tình, ngươi liền sẽ rõ ràng, ta thật rất có thành ý. Liền, trước tiên nói một chút thiên địa nhân tam bảng à. Thiên địa nhân tam bảng. Thiên địa nhân tam bảng có vấn đề. Trần Trường An hỏi. Tất nhiên có vấn đề. Nếu không, ta cũng sẽ không trầm luân thành hôm nay bộ dáng này. Trần Trường An, ngươi cũng đã biết, Thái Huyền giới từ đầu đến cuối đều là một cái lao tù. Thái Huyền giới người cũng bất quá là bị những cái kia cường giả chân chính nuôi nhốt đồ chơi thôi. Thiên địa nhân tam bảng liền là những người này dùng tới chọn lựa nhân tài. Thiên địa nhân tam bảng hiện thế hẳn là bởi vì Thái Huyền giới có yêu nghiệt người xuất hiện. Năm đó là như vậy, bây giờ càng là như vậy. Nhưng cái gọi là thiên đạo tặng nhưng cũng không là chuyện gì tốt nhất là những công pháp kia một khi tu luyện liền sẽ chịu đến đối phương khống chế nếu là không thể vì bọn hắn sử dụng hậu quả sẽ rất thảm bây giờ ta liền là tình huống như vậy năm đó thiên địa nhân tam bảng kết thúc về sau ta liền đã có phát giác nguyên cớ trước khi phi thăng liền đã bố cục thái huyền giới chính là vì một ngày kia thật xảy ra vấn đề ta cũng có đầu đường lui trần trường an ngươi là một cái ưa thích bị người trưởng khống vận mệnh người sao phong tu ngữ khí cực kỳ ngương trọng Đồng thời cũng nghe đến ra tới, hắn cực kỳ phẫn nộ. Trần Trường An cười lấy lắc đầu, nói: "Ta người này, từ trước đến giờ ưa thích không bị ràng buộc, cũng không thích vận mệnh của mình bị người khác nắm trong tay. Ngươi nói nhiều như vậy, ta có một điểm cũng không lý giải. Cái này cùng ngươi hôm nay hành động có quan hệ gì ư? Đã trốn về đến, thành thành thật thật trốn đi, hà tất bạo lộ chính mình đây. Mà lại những người kia rất mạnh, ngươi sẽ không cho là mình làm nhiều chuyện như vậy, bọn hắn cũng không biết à?" nghe được trần trường an lời nói phong tu cười ha ha lên ha 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 ta đương nhiên minh bạch một điểm này chỉ bất quá bọn hắn tuy là mạnh nhưng thái huyền giới cũng có quy tắc của mình tồn tại bọn hắn cũng không có khả năng tại nơi này muốn làm gì thì làm nếu không toàn bộ thái huyền giới liền sẽ sụp đổ thậm chí trực tiếp hủy diệt mỗi cái thế giới đều có cực hạn nếu là có người thực lực đột phá cực hạn này hậu quả chỉ có hai cái một cái là phi thăng một cái là chịu đến áp chế ta việc cần phải làm liền là đem thái huyền giới tất cả lực lượng ngưng tụ. Chúng ta muốn chính mình trưởng khống vận mệnh của mình. Coi như là thượng giới người có hành động, chúng ta cũng có cùng bọn hắn sức liều mạng. Bọn hắn sẽ không không tiếc hủy thái huyền giới. Ngươi, muốn gia nhập chúng ta ư? Gia nhập, Trần Trường An ngồi trên ghế cũng không có lập tức tỏ thái độ, phong tu nói rất nhiều, trong này thật thật giả giả đều có. Mục Vân Giao nói rất không tệ, cái này phong tu chính xác cực kỳ giỏi về mê hoặc nhân tâm, hắn nơi nơi sẽ chọn lựa người khác để ý nhất sự tình đi hấp dẫn người khác. Chỉ tiếc, hắn nói những chuyện này bên trong vẫn là tồn tại không ít lỗ thủng. Nếu là người ngoài có lẽ sẽ nghe không hiểu, nhưng Trần Trường An không giống nhau bởi vì sư phụ của hắn là Mục Vân Giao. Thiên địa nhân tam bảng chính xác tồn tại vấn đề, nhưng Mục Vân Giao cũng không nhận được bất kỳ quấy nhiễu, ở trong đó tất nhiên có mặt khác bí mật. Huống chi, phong tu làm ra nhiều chuyện như vậy, mục đích thực sự là cái gì, trần trường an cảm giác hắn cũng không có nói ra lời nói thật nếu như ta cự tuyệt đây ta không thích bị người khác tả hữu đồng dạng cũng không thích bị ngươi tả hữu trần trường an cười nhạt nói ngươi cảm thấy bằng thực lực của chính ngươi có khả năng thoát khỏi bị người điều khiển vận mệnh ư thái cổ tiên vực tàn khốc ngươi căn bản là không hiểu ngươi tồn tại đã uy hiếp đến một bộ phận người bọn hắn chỉ là hiện tại không có tìm được ngươi không đại biểu mãi mãi cũng sẽ không tìm ngươi ta biết sự tình xa xa so ngươi muốn nhiều. Chỉ có cùng ta hợp tác, ngươi mới có cơ hội chạy ra cái lao tù này. Phong tu trầm giọng nói. Lao tù ư, có lẽ thật là à. Nhưng Trần Trường An không nhận làm, chính mình muốn chạy trốn cái lao tù này, còn cần cùng phong tu loại người này hợp tác. Ngươi biết đến sự tình nhiều như vậy, vậy ngươi thật không biết rõ ta là ai ư. Trần Trường An tò mò hỏi. Ngươi là ai? Phong tu ngữ khí đã biến đến có chút ngưng trọng. Ta là ai? Ngươi khả năng thật không biết rõ. Nhưng sư phụ ta, ngươi có lẽ nhận thức. Sư phụ, Trần Trường An sư phụ là ai? Mục phân Giao. Bạn chuẩn bị xem từ Trường Sinh Bất Tử tu tiên ta liền vô địch tập 289, là mục phân giao ba chữ này theo Trần Trường An trong miệng nói ra phía sau, trong mật thất xuất hiện cực mạnh ba động. Cực kỳ hiển nhiên, ba chữ này đối phong tu tạo thành không nhỏ chấn động cùng bất ngờ. Ngươi, ngươi là đồ đệ của nàng. Không có khả năng nàng không thể lại thu đồ. Ngươi thật là nàng đồ đệ. Phong tu cái này tâm tình kích động mức độ, để Trần Trường An cũng có chút bất ngờ, vì sao Mục Vân Giao liền không có khả năng thu đồ đệ. Không thể giả được. Ta cảm thấy, cùng sư phụ ta hợp tác, có lẽ sẽ có thể tin hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Trường An cười lấy hỏi. Trần Trường An nói xong sau đó, phong tu xa vào đến trong trầm mặc, cũng không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Ngươi cũng đã biết, sư phụ ngươi đến tuột cùng là ai, lấy sư phụ ngươi thiên phú đã sớm có thể phi thăng thượng giới vì sao một mực lưu tại thái huyền giới còn có sư phụ ngươi hình như cũng không nhận được thiên địa nhân tam bảng khống chế trên người nàng có rất nhiều bí mật chẳng lẽ ngươi cũng không muốn biết sao phong tu hỏi ta nếu là muốn biết có thể chính mình hỏi nàng là sư phụ ta gặp trần trường an tâm ý đã quyết trong mật thất lại một lần nữa xa vào đến trong trầm mặc trần trường an ta cho qua ngươi cơ hội là chính ngươi không muốn vậy cũng đừng trách ta không khách khí sau một lát phong tu ngữ khí cũng thay đổi đến âm trầm lên quả nhiên tên khốn kiếp này rốt cục vẫn là nhị không nổi liền biết ngươi không nín tốt rắm để ta nhìn một chút ngươi cái này theo thái cổ tiên vực trở về người đến tục cùng có bản lãnh gì trần trường an nói xong sau đó toàn bộ mật thất lại một lần nữa xa vào đến một vùng tăm tối bên trong sau một khắc trần trường an cảm giác một đoàn hát vụ đem chính mình bao phủ rất nhanh cảnh tượng trước mắt phát sinh chuyển biến. Trần Trường An lúc này đã đứng ở một cái vòng xoáy màu đen bên trong, bốn phía toàn bộ đều là màu đen không biết tên chất lỏng, nhìn lên để người mười điểm khó chịu. Trần Trường An, đây là ngươi kính rượu không ha ha phạt rượu kết quả. Tiến vào ta hắc ám trong lĩnh vực, ngươi cũng lại đừng nghĩ lấy đi ra. Hắc ám lĩnh vực, chính xác đủ hắc. Mà tại trong cái lĩnh vực này, Trần Trường An cuối cùng nhìn thấy phong tu bộ mặt thật. Phong tu nhìn lên ngược lại có chút thanh tú, nếu là trong mặt mà bắt hình dong lời nói, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng người này dã tâm bừng bừng, ngược lại như là một cái nhà bên đại nam hải đồng dạng. nhưng hắn ánh mắt lại tràn ngập dã tâm cùng tính xâm lược. nguyên lai like đây chính là ngươi diện mục thật sự, ngươi chính là bằng vào hắc ám lĩnh vực mới đào thoát cảm giác người khác. quả thật có chút y tứ. Trần trương an thoải mái, để phong tu cũng là có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hắn một chút cũng không lo lắng ư? ngươi biết cái gì gọi lĩnh vực ư? Tiến vào lĩnh vực của ta bên trong, ta quyết định sinh tử của ngươi bây giờ đều tại ta một ý niệm. Ngươi còn muốn cự tuyệt ta sao?" Phong tu lạnh giọng hỏi. "Lĩnh vực, ta còn thực sự hiểu một chút. Muốn quyết định sinh tử của ta, ngươi còn không có tư cách này." Gặp Trần Trường An như vậy cuồng vọng, Phong tu cười lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền muốn cho Trần Trường An một chút giáo huấn. "Ân, tại sao có thể như vậy? Lĩnh vực của ta vì sao đối ngươi không dùng? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Thái Huyền giới người, ngươi tuyệt đối không phải Thái Huyền giới người. Phong Tu lúc này nội tâm tràn ngập chấn kinh, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, đối mặt chính mình hắc ám lĩnh vực, Trần Trường An dĩ nhiên không hề ảnh hưởng. Thậm chí, tại lĩnh vực của mình bên trong, chính mình cũng không cách nào thương tổn đến Trần Trường An. Đây là vì sao? Vì sao lại dạng này? Phong Tu đối chính mình hắc ám lĩnh vực có tuyệt đối tự tin, Hắn sở dĩ có thể một mực trốn ở Thái Huyền giới không bị người phát hiện, liền là bởi vì trốn ở lĩnh vực của mình bên trong. Nhưng hôm nay, chính mình đáng tự hào nhất bản lĩnh, rõ ràng không dùng. Ta đã nói rồi, ta chính là Thái Huyền giới người. Về phần ngươi lĩnh vực này, ngươi sẽ không thật cảm thấy, cái đồ chơi này chỉ một mình ngươi có à? Lĩnh vực chính xác rất mạnh, nhưng nếu như lĩnh vực của ngươi, không bằng lĩnh vực của ta, kết quả kia, như là khác rồi. Tuyệt đối lĩnh vực. Mở. Trần Trường An hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phong tu hắc ám lĩnh vực nháy mắt biến mất, trực tiếp bị Trần Trường An tuyệt đối lĩnh vực bao phủ. Mà Trần Trường An cùng phong tu lại một lần nữa xuất hiện tại trong mật thất. Bây giờ, đây là lĩnh vực của ta, ngươi có muốn hay không cũng cảm thụ cảm giác. Chỉ là một cái linh hồn thể, rõ ràng còn dám tới tìm ta phiền toái. Ngươi e rằng không biết, ta người này, linh hồn có chút mạnh. Ta tuyệt đối lĩnh vực, càng mạnh. Trần Trường An cười lấy nói cảm nhận được Trần Trường An lĩnh vực chi lực, phong tu triệt để hoảng loạn, hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên sẽ ở trên tay của Trần Trường An lật thuyền trong mương. Ngươi, ngươi thế nào sẽ lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực? Điều đó không có khả năng, đây không phải thái huyền giới có khả năng xuất hiện năng lực. Ngươi rốt cuộc là ai? Phong tu lúc này nhìn về phía Trần Trường An ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, đối với Trần Trường An thân phận càng hiếu kỳ. Thậm chí, phong tu cảm giác chính mình lần này là phạm lớn nhất một sai lầm sợ rằng sẽ chính mình chính tay đưa đến địch nhân trên tay. Ngươi là thái cổ tiên vực người có đúng hay không? Ngươi là hướng ta tới, có đúng hay không? Phong tu lạnh giọng hỏi. Ta là ai? Đã không trọng yếu. Về phần những chuyện khác, chờ ta sư phụ đến phía sau, các ngươi trò chuyện à? Trần Trường An cười nhạt nói. Sư phụ ngươi. Mục Vân Giao cũng tới. Rất nhanh. Chính như Trần Trường An nói, làm phong tu khí tức triệt để bại lộ phía sau, Mục Vân Giao đã xuất hiện tại phong tiên đài phụ cận. Nhìn thấy phong tiên đài đại trận, Mục Vân Giao cười lạnh một tiếng, theo sau thò tay một trường, trận pháp trực tiếp bị Mục Vân Giao đánh nát. Phốc xì, Long Vô Kỳ đám người càng là phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn ngập trần kinh. Bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới, phong tu dạy cho bọn hắn trận pháp này, thái huyền giới rõ ràng thật có người có khả năng phá giải, hơn nữa còn là dùng man lực phá vỡ. Trận pháp phá vỡ, thực lực của ta khôi phục, ta cũng khôi phục ha ha ha, thoải mái, quá sung sướng, loại trói buộc này cảm giác cuối cùng biến mất không thấy. Là ai? Là ai phá vỡ trận pháp của phong tiên thánh địa? Ân. Mục vân giao tiền bối. Là mục vân giao xuất hiện tại phong tiên đài một khắc này, cổ phong hoa cũng là chấn động trong lòng, không nghĩ tới vị này rõ ràng xuất hiện. Tiền bối. Lão cổ, nàng là. Các ngươi không biết rõ. Mục vân giao tiền bối, lần trước, thiên địa nhân tam bảng người thứ nhất lần trước thiên địa nhân tam bảng người thứ nhất Mục Vân Giao. Đối với cái tên này, rất nhiều người đều là xa lạ, nhưng cũng không phải ai cũng không có nghe nói qua, chỉ là đại đa số người, cũng không có gặp qua Mục Vân Giao thôi. Tiền bối, ngài đã tới. Cổ phong hoa cùng lạc y y cùng Mục Vân Giao có chút cùng liên hệ người, lúc này đều là một mặt kích động nhìn Mục Vân Giao. Mục Vân Giao nhìn mọi người một chút, theo sau đem ánh mắt rơi vào long vô kỳ đám người trên mình. Diệt. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 290. Cái này, thực lực thật đáng sợ. Đây chính là lần trước thiên địa nhân tam bảng người thứ nhất thực lực. Nàng thật là đại đế đỉnh phong cảnh giới. Phong tiên đài phát sinh một màn, để tại nơi trốn có người đều mộng. Nhìn về phía mục phân giao ánh mắt cũng là tràn ngập kính sợ. Một trưởng, liền một trưởng. Phong tiên thánh địa, hơn ngàn tên đại đế cảnh giới cường giả, rõ ràng bị miểu sát. Một tên cũng không để lại, chân chân chính chính một tên cũng không để lại, toàn bộ bị diệt. Cái này mẹ nó là đại đế đỉnh phong có khả năng phát huy ra thực lực. Phải biết Long Vô Kỳ bản thân liền là đại đế đỉnh phong, hơn nữa phong tiên thánh địa đại đế đỉnh phong cũng không chỉ Long Vô Kỳ một người. Tòm, xung quanh truyền đến một mảnh nuốt nước miếng âm thanh, căng thẳng, sợ hãi, đủ loại phức tạp tâm tình xuất hiện tại trong nội tâm của bọn hắn. Hắc hắc hắc, ngài đã tới. Ân nhân cứu mạng à, Đại hoàng ngoắt ngoắt cái đuôi trực tiếp chạy đến mục vân giao bên chân, biểu tình gọi là một cái nịnh nọt. Các ngươi có thể đi, phong tiên thánh địa sự tình, ta sẽ đích thân xử lý. Đa Tạ Tiền Bối, vậy chúng ta trước hết cáo lui. Tiền Bối, Trần Trường An, ta biết, hắn tại chờ ta, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Được. Nghe được mục vân giao lời nói, người khác cũng không tiếp tục lưu tại nơi này, cuối cùng, đây đã là nhất cá thị phi chi địa. Như không phải mục vân giao xuất hiện, chỉ sợ bọn họ sinh tử đều nắm giữ tại phong tiên thánh địa những người này trên tay. Hắc hắc hắc, ta mang ngài đi. Không cần, ta biết vị trí, ngươi lưu tại cái này à. Mục phân giao vừa muốn rời đi, đột nhiên quay đầu nhìn hướng một mặt nịnh nọt đại hoàng, câu mày nói, ngươi còn nhớ đến chính mình là một đầu kỳ lân ư. Hả? Cái này gọi cái gì lời nói? Chính mình thế nhưng nắm giữ cao quý thần thú huyết mạch kỳ lân, chính mình làm sao lại quên? Càng ngày càng chó. Mục phân giao trước khi đi một câu nói kia, để đại hoàng nịnh nọt nụ cười cứng ở trên mặt. Ta chó. Ta nơi nào chó. Các ngươi cho là ta nguyện ý không? Ngươi mạnh như vậy, ta không chó một điểm làm thế nào. Lời này, đại hoàng là không dám nói ra, chỉ có thể ở trong nội tâm điên cuồng gào thét. Mục phân giao xuất hiện ở trong mật thất một khắc này, phong tu sắc mặt lần nữa phát sinh chuyển biến. Nhanh như vậy. Phong tu không nghĩ tới, mục phân giao xuất hiện tốc độ thế mà lại nhanh như vậy càng làm cho hắn không nghĩ tới là mục vân giao làm sao làm được rõ ràng trực tiếp tiến vào trần trường an tuyệt đối lĩnh vực bên trong đây là lĩnh vực của ngươi nhìn lên hình như rất không tệ mục vân giao nhìn về phía trần trường an nói sư phụ ngươi có muốn hay không biến thái như vậy ta đây tuyệt đối lĩnh vực ngươi nói đi vào liền đi vào trần trường an cũng có chút bất đắc dĩ luôn cảm giác chính mình người sư phụ này quá thần bí trên người có rất nhiều bí mật ba Mục Vân Giao không chút khách khí quay Trần Trường An sau gáy một bàn tay, trầm giọng nói. Có ngươi như vậy cùng sư phụ nói chuyện sao? Lại nói, nếu bàn về biến thái, ai biến thái qua ngươi? Ngươi biết ta sẽ đến. Sư phụ, ngươi thật sự coi ta đồ đần. Đã sớm đoán được. Từ lúc một lần trước Mục Vân Giao tìm tới Trần Trường An thời điểm, Trần Trường An liền rõ ràng. Mục Vân Giao mục đích thực sự liền là để chính mình đem phong tu dẫn ra, tiếp đó nàng sẽ đích thân xuất thủ. Về phần tại sao Mục Vân Giao hết chỗ chê rõ ràng như vậy, Trần Trường An cũng không có hỏi qua. Nói cho ngươi quá nhiều, phong tu khả năng sẽ rất mau nhìn mặc ngươi. Ngươi biết càng nhiều, càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi rõ ràng lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực, biết sớm như vậy, lúc trước liền có thể đem sự tình đều nói cho ngươi. Trần Trường An không hỏi, nhưng Mục Vân Giao vẫn là giải thích một chút. Cuối cùng, nàng không hy vọng chính mình tên đồ đệ này sẽ suy nghĩ nhiều. Thì ra là thế, lúc ấy hết chỗ chê sự tình hiện tại có lẽ có thể nói cho ta biết à vừa mới phong tu nói với ta một ít chuyện ta cảm thấy có chút là thật trần trường an cười lấy nói tốt có một số việc hiện tại nói cho ngươi cũng không có gì phong tu cũng không phải thái huyền giới người nguyên cơ hắn cùng ngươi nói sự tình có thật có giả hắn mục đích thực sự chỉ có một cái cướp đoạt thái huyền giới quyền khống chế chỉ thế thôi cướp đoạt thái huyền giới quyền khống chế đây là có khả năng cướp đoạt. Mục Vân Giao, ngươi, ngươi thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi, ngươi cũng không phải thái huyền giới người. Ngươi họ nuôi, ngươi họ nuôi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Phía trước ta làm sao lại không có nghĩ qua vấn đề này. Ngươi lại là mục gia người. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thái huyền giới trưởng khống quyền là tại trên tay của Chu Gia, mà Chu Gia bất quá là ngươi mục gia một cái gia tộc phụ thuộc thôi. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phong Tu nhìn về phía Mục Vân Giao, ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng không hiểu. Trần Trường An lúc này cũng là có chút kinh ngạc. Theo Mục Vân Giao phản ứng tới nhìn, Phong Tu nói hẳn là thật. Chu gia, Mục gia, chẳng lẽ đều là Thái cổ Tiên Vực cường đại gia tộc sao? Ta vì sao tại nơi này? Còn chưa tới phiên ngươi đã tới hỏi. Ngươi nếu biết Chu gia là ta Mục gia gia tộc phụ thuộc, ngươi còn dám tới bọn hắn không chế Thái Huyền giới nháo sự? Các ngươi Phong gia là không có đem chúng ta mục ra để vào mắt sao. Mục Vân Giao lạnh giọng nói. Không, không dám. Phong tu lúc này đối mặt Mục Vân Giao tràn ngập sợ hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Cùng chính mình cùng thời đại tuyệt thế yêu nghiệt, rõ ràng đồng dạng đến từ thái cổ tiên vực, hơn nữa còn là đến từ cường đại mục gia. Ngươi rất có bản sự, lại có thể một mực trốn, liền ta đều không có phát hiện. Đáng tiếc, bây giờ ngươi đã triệt để bại lộ đi ra. Hậu quả lại là cái gì? Chính ngươi có lẽ rõ ràng à? Mục Vân Giao lạnh giọng nói. Ta minh bạch. Có khả năng thấy được Mục ra người, chết đến không oan. Động thủ đi. Phong Tu cười khổ nói. Mục Vân Giao ánh mắt lạnh giá nhìn Phong Tu một chút, theo sau xòe bàn tay ra. Dùng sức một nắm, Phong Tu linh hồn nháy mắt phá toái, tan thành mây khói. Phong Tu bị diệt, Trần Trường An cũng thu hồi chính mình tuyệt đối lĩnh vực. Sư phụ, lúc này, chúng ta thật là phải thật tốt tâm sự. Trường Khống giả Chu Gia, Mục Gia đây đều là tình huống như thế nào ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình không nói với ta ta thế như ngươi thân đồ đệ ngươi cũng không thể một mực giấu lấy ta đi trần trường an có chút bất đắc dĩ hỏi ai sự tình phát triển cho tới bây giờ một bước này là ta không có nghĩ tới đã ngươi muốn biết ta có thể toàn bộ đều nói cho ngươi trước tiên nói một thoáng lai lịch của ta à ta cũng không phải là người thái huyền giới mà là đến từ thái cổ tiên vực cửu đại tiên tộc một trong mục gia mà thái huyền giới bất quá là chúng ta mục gia gia tộc phụ thuộc chu gia nắm trong tay một cái tiểu thế giới dạng này tiểu thế giới chúng ta mục gia nắm trong tay trên trăm cái mà ta lựa chọn đi tới chu gia khống chế tiểu thế giới là có nguyên nhân khác mục vân giao cười lấy nói không còn ngươi còn muốn biết gì nữa bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 291. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Cái kia có thể rất rất nhiều. Sư phụ, liên quan tới thái huyền giới hết thảy, ngươi có phải hay không đều như lòng bàn tay? Trần Trường An hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Ngươi muốn hỏi gì? Mục Vân Giao hỏi. Ân, trước tiên ta hỏi hỏi liên quan tới thiên địa nhân tam bảng sự tình à? Có phải là thật hay không cùng phong tu nói đồng dạng, sẽ phải chịu trưởng khống giả khống chế? Trần Trường An hỏi. Nghe được Trần Trường An lời nói, Mục Vân Giao suy nghĩ một chút, theo sau nói. Cũng đúng, cũng không hoàn toàn đúng chu gia thân là thái huyền giới trưởng khống giả tự nhiên hy vọng có thể nhiều mời chào một chút thiên tài chân chính đừng nhìn thái huyền giới chỉ là khóa trước nhưng những thiên tri kiêu tử này nếu là có thể đạt được bồi dưỡng tương lai tiềm lực là rất mạnh nhưng thiên tài đều là kiêu ngạo chu gia không có khả năng vô duyên vô cớ cho người khác làm áo cưới nguyên cớ nhiều ít vẫn là sẽ chơi một chút thủ đoạn nhỏ nhưng cũng không có phong tu nói như thế không hợp thói thường thiên địa nhân tam bảng tặng công pháp rất mạnh sẽ hấp dẫn thu được ban thưởng người tu luyện chỉ khi nào những người này không thể làm Chu gia sử dụng, như thế, Chu gia liền sẽ thu về những người này đã từng bởi vì thiên địa nhân tam bảng lấy được chỗ tốt, bao gồm bọn hắn hậu kỳ công pháp tu luyện mang đến tu vi. Ngang với, bọn hắn tiến vào thái cổ tiên vực phía sau, sẽ bị thật to suy yếu thực lực. Thái cổ tiên vực tàn khốc, xa không phải thái huyền giới có thể so sánh được, bọn hắn tại thái huyền giới đứng ở đỉnh phong, thế nhưng tại thái cổ tiên vực, chẳng là cái thá gì. Nghe được Mục Vân Giao giải thích, trong lòng Trần Trường An có một thứ đại khái hiểu rõ. Thiên địa nhân tam bảng chính là vì bồi dưỡng một chút người, nhưng nếu như những người này không thể cho mình sử dụng, Chu gia sẽ không xuất thủ diệt đi, nhưng sẽ để người bắt nguồn từ sinh tự diệt, đồng thời sẽ suy yếu thực lực của những người này. Thiên hạ không có cơm chưa miễn phí, làm như thế, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Đến chỗ tốt không muốn trả giá, bị thu hồi chỗ tốt, thiên kinh địa nghĩa. Nguyên cớ Chu gia, kỳ thực liền là cái thái huyền giới này thiên đạo trần trường an hỏi thiên đạo đơn giản liền là quy tắc hóa thân mỗi cái thế giới đều có quy tắc của mình chỉ bất quá chu gia là chế định quy tắc người cho nên nói là thiên đạo cũng là không tính sai lầm nhưng mà tại quy tắc chế định phía dưới mỗi cái thế giới đều là tự mình vận chuyển chu gia cũng sẽ không quá nhiều can thiệp cuối cùng can thiệp quá nhiều bản thân liền là làm trái quy tắc ngươi là muốn muốn hỏi ta vì sao thiên kiếp thiên phạt những vật này sẽ sợ ngươi đúng không mục vân giao hỏi Vấn đề này đã từng là Trần Trường An vẫn nghĩ không thông, vốn cho là chính mình như bức, hiện tại mới rõ ràng, như bức là sư phụ của mình. Phía trước không nghĩ ra, nhưng bây giờ mình bạch. Sư phụ, đều là xem ở trên mặt của ngươi, nguyên cớ ta mới như vậy có mặt mũi, đúng không? Trần Trường An cười lấy nói. Nói nhảm, ngươi là đồ đệ của ta, bọn hắn còn không có can đảm này. Mục Vân Giao bá khí mười phần nói. Thật là tràn đầy cảm giác an toàn à. Cái kia liên quan tới ta sự tình, thật một điểm đầu mối đều không có ư. Trần Trường An thể chất vấn đề, một mực là một điều bí ẩn, bao gồm cái này thai châu tồn tại, đồng dạng là đặc biệt tồn tại. Không có đầu mối. Thể chất của ngươi, đừng nói là tại thái huyền giới, coi như là đặt ở trong thái cổ tiên vực, cũng là đặc biệt tồn tại. Càng không nghe nói qua, ai ra đời thời điểm, sẽ đem thiên phú tu luyện rơi vào trong bụng mẹ, còn tạo thành thai châu vật như vậy. Ta có đôi khi cũng hoài nghi, ngươi không thuộc về thái huyền giới. Nhưng các ngươi trần ra, quả thật liền là thái huyền dưới người. Mục Vân Giao cũng vẫn nghĩ không thông vấn đề này, liên chân Trường An cái này đặc biệt tình huống, đặt ở trong thái cổ tiên vực, e rằng đều sẽ để người ngoác mùng kinh ngạc. Đúng rồi sư phụ, ngươi nói biết ta một khỏa cuối cùng thai châu tung tích, chẳng lẽ là tại người chu ra trên tay. Trần Trường An cau mày hỏi, ân là tại trên tay bọn họ. Nguyên bản, bọn hắn làm như thế là muốn muốn cùng ngươi nói điều kiện. Bàn điều kiện là bởi vì Trần Vân Hiên bọn hắn không tệ, thiên địa nhân tam bảng lần này xuất hiện, mới đầu ta còn tưởng rằng là hướng ngươi tới. Có thể cuối cùng Trần Vân Hiên cái này mấy tiểu bối vùng dậy, để người chu ra rất là tâm động. Nhưng mấy người này cùng quan hệ của ngươi đều không tầm thường, đồng thời, bọn hắn đều không có tu luyện chu ra đưa tặng công pháp. Nguyên cớ, chu ra muốn cùng ngươi nói một chút, cũng coi là lôi kéo à. Cuối cùng lôi kéo là cần phải có thành ý, hạt châu này, liền là thành ý của bọn hắn. Nghe được Mục Vân Giao lời nói, trần trường an cảm thấy chuyện này không thích hợp năm ngàn năm trước chu ra liền phái người đi cửu u đại đế nơi đó lúc kia trần trường an cũng không biết thai châu tung tích bao gồm mục vân giao đồng dạng cũng không biết nhưng người chu ra trước đó liền biết thậm chí là sớm liền chuẩn bị kỹ càng đã như vậy vì sao không đem tất cả thai châu đều lấy đi cứ như vậy chẳng phải là đề tài nói chuyện càng đại thể hơn ư sư phụ việc này ngươi không cảm thấy nơi nào có vấn đề ư Trần Trường An cau mày hỏi. Chính xác có nói không thông địa phương. Nhưng người chu ra có lẽ còn không dám lừa ta. Có lẽ, bọn hắn ban đầu muốn chân chính lôi kéo mời chào người, chỉ là ngươi một cái. Cuối cùng ngươi là đồ đệ của ta. Ngươi nên biết, làm ngươi hao hết thiên tân vạn khổ, đạt được tám khỏa thai châu phía sau, một khỏa cuối cùng lại tung tích không rõ, lúc này có người lấy ra tới thai châu, hiệu quả khả năng sẽ tốt hơn. Nếu không, không cách nào cảm nhận được hạt châu này tầm quan trọng về phần trần vân hiên sự xuất hiện của bọn hắn có lẽ cũng vượt ra khỏi người chu gia dự liệu nguyên cớ lần này thiên địa nhân tam bảng kỳ thực có chút qua loa hơn nữa quy tắc định cũng cực kỳ qua loa lần này thiên địa nhân tam bảng xuất hiện cùng năm đó hoàn toàn khác biệt thế nào nhìn đều có vẻ hơi qua loa có thể đây cũng là chuyện không có biện pháp người của chu gia cũng sẽ không nghĩ đến trần vân hiên bọn hắn những người này vùng dậy tốc độ sẽ nhanh như vậy cùng năm đó mục vân giao đám người này đem so sánh loại trừ mục vân giao cùng phong tu hai người kia đều đến từ thái cổ tiên vực người khác trọn vẹn không sánh được trần vân hiên mấy người này tính toán bọn hắn đến cùng nghĩ như thế nào đã không trọng yếu trọng yếu là biết cha hạt châu tại trên tay người nào trần trường an cười cười cũng không có đi quá nhiều suy nghĩ người chu ra đến cùng cái mục đích gì đều hỏi xong lần này không có vấn đề khác à mục vân giao hỏi vấn đề khác không thể nói không có chỉ có thể nói không phải như thế hiếu kỳ. Nhưng có một chuyện, Trần Trường An còn thật muốn nghe được nghe ngóng. Sư phụ, ngươi vì sao chạy đến chu ra khống chế tiểu thế giới? Các ngươi mục ra không phải càng nhiều ư? Trần Trường An tò mò hỏi. Không nên hỏi, đừng hỏi. Được được được, không hỏi, sư phụ kia, tu vi của ngươi, thật chỉ là đại đế đỉnh phong ư? Đại đế đỉnh phong? Cảnh giới là, nhưng thực lực, không phải bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 292, thực lực không phải. Nhưng mà phong tu nói, mỗi cái thế giới đều có quy tắc của mình cùng cực hạn. Làm một người lực lượng siêu việt cực hạn này thời điểm, không phải sẽ xảy ra vấn đề ư? Nhưng ta nhìn sư phụ ngươi, dường như cũng không nhận được bất kỳ hạn chế. Đột nhiên một nhóm, Trần Trường An có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đây là chu gia, làm ta một người, đơn độc sửa đổi một đầu quy tắc. Tu vi của ta sẽ lưu lại tại Đại Đế đỉnh phong cảnh giới, nhưng thực lực cũng sẽ không bởi vì tu vi mà đình trệ. Nguyên cớ, những năm gần đây, thực lực của ta vẫn luôn tại tăng trưởng, chỉ bất quá bởi vì lưu tại Thái Huyền giới, cảnh giới không có đột phá thôi. Về phần ta cụ thể thực lực, có lẽ là bởi vì một mực lưu tại Thái Huyền giới nguyên nhân, thực lực tăng lên tốc độ cũng không nhanh. Nhiều nhất, cũng liền là một cái Thiên Tiên thực lực cấp bậc. Thiên Tiên cấp bậc, cái này, Thái Cổ Tiên vực cảnh giới ư? Sư phụ Vậy ta thực lực đây. Thực lực của ta như thế nào?" Trần Trường An hỏi. "Ngươi, ngươi tuy là tu vi là bất tử cảnh tầng một, nhưng tình huống của ngươi tương đối đặc thù, chiến lực nghịch thiên. Ngươi chân thực chiến lực, lấy ta tới nhìn, có lẽ đạt tới đế tôn đỉnh phong cảnh giới. Đế tôn đỉnh phong cảnh giới? Ta kể cho ngươi một chút đi. Thái Huyền giới cái gọi là đại đế đỉnh phong, tại Thái Cổ Tiên vực, nhiều nhất liền là một cái chuẩn đế tu vi. Chuẩn đế bên trên là đế tôn, chuẩn tiên, chân tiên, kim tiên, thiên tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên tôn, tiên đế. Nguyên cớ, thái huyền giới người mạnh nhất tiến vào thái cổ tiên vực, kỳ thực, thật cực kỳ phổ thông. Trong thái cổ tiên vực, chuẩn đế tu vi, đầy đường. Quả nhiên, liền là cái nát phố lớn hàng. Tuy nói Trần Trường An cũng biết, hạ giới không cách nào cùng thượng giới đánh đồng, mà dù sao là hạ giới đỉnh phong cảnh giới, làm gì, đến thượng giới cũng sẽ không quá kém mới đúng. Thật không nghĩ đến, đây không phải quá kém, quả thực liền là nát phố lớn tồn tại. Trong thái cổ tiên vực, tùy ý có thể thấy được chuẩn đế cảnh giới người. Sư phụ, sẽ không trong thái cổ tiên vực, căn bản liền không có kẻ yếu à. Trần Trường An tò mò hỏi. Cái này sao có thể? Chỉ bất quá, coi như là thái cổ tiên vực một chút người thường, tuổi thọ rất dài, tuy nói bọn hắn bản thân nhìn lên có lẽ cũng không có tu vi gì cùng thực lực. Nhưng nếu là đi tới thái huyền giới, những người bình thường kia đều nắm giữ thần thông cảnh thực lực cấp bậc tại trong thái cổ tiên vực muốn đột phá đến chuẩn đế cảnh giới tương đối dễ dàng một chút nguyên cớ tạo thành loại cấp bậc này người rất nhiều cái này đồng dạng là bởi vì quy tắc duyên cớ quy tắc khác biệt tự nhiên rất nhiều chuyện đều sẽ không giống nhau mục phân giao kiên nhẫn giải thích nói mục phân giao rất rõ ràng trần trường an sớm tối đều sẽ tiến về thái cổ tiên vực cuối cùng cái này thái huyền giới phi thăng thông đạo tiếp nối liền là thái cổ tiên vực nguyên cớ thái huyền giới quy tắc là người chu gia bố trí cái kia thái cổ tiên vực quy tắc đây là ai quy định nghe được trần trường an lời nói mục phân giao bất đắc dĩ vuốt vuốt lông mày thật thông minh một người thế nào sẽ hỏi ra như vậy ngu ngốc vấn đề trần trường an sau khi hỏi xong cũng cảm giác có chút muốn cười thái cổ tiên vực quy tắc là ai quy định mục phân giao làm sao có khả năng biết e là cho dù là những cái kia đỉnh cấp cường giả cũng chưa chắc có khả năng chạm đến cấp độ này đi thôi ta dẫn ngươi đi tìm hạt châu một khỏa cuối cùng Dung hợp cái này một khỏa cuối cùng thai châu phía sau, ngươi có lẽ liền có thể tùy ý tu luyện, sẽ không còn có bất kỳ hạn chế. Trần Trường An tốc độ tu luyện rất nhanh, cực kỳ nhanh, nhưng một mực đến nay đều nhận lấy thai châu ảnh hưởng, không cách nào tùy tâm sử dụng tăng lên. Một phân giao kỳ thực cũng thật tò mò, dung hợp toàn bộ thai châu phía sau, Trần Trường An thiên phú đến tột cùng sẽ yêu nghiệt tới trình độ nào? Trở lại phong tiên đài, Trần Trường An lúc này mới phát hiện những người khác đã rời đi chỉ còn dư lại đại hoàng lẻ loi chơi trọi nằm ở bên này chờ đợi. Đúng rồi sư phụ, vì sao Thái Huyền giới chỉ có đại hoàng cái này một đầu thần thú? Cái khác thần thú đây? Trần Trường An tò mò hỏi. Ai nói đại hoàng là Thái Huyền giới đúng không? Hả? Lời này vừa nói ra, Trần Trường An cùng đại hoàng đều là sững sờ, đại hoàng đều không nghĩ tới, chính mình. Rõ ràng không phải Thái Huyền giới. Vậy mình đánh ở đâu ra? Sư phụ, ngươi nói là, đại hoàng cũng là thái cổ tiên vực trần trường an quả thực không nghĩ tới đại hoàng rõ ràng cũng là thượng giới xuống ân là thái cổ tiên vực năm đó ta một người tới nơi này cũng nhàm chán liền mang theo một đầu mới ra đời kỳ lân vốn là dự định làm kèm có thể con hàng này tính toán trông thấy nó liền tới tức giận mục phân giao năm đó mang theo đại hoàng đi tới thái huyền giới đem con hàng này ném vào cấm kỵ xâm lâm bên trong có thể theo lấy đại hoàng trưởng thành mục phân giao phát hiện tên khốn kiếp này quá chó thật sự là có chút tuyển người phiền, dứt khoát cũng không có cùng đại hoàng quá nhiều tiếp xúc. Thật không nghĩ đến Trần Trường An đi phía sau, rõ ràng cùng đại hoàng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cái này khiến Mục Vân Giao càng thêm tức giận. Mới đầu, Mục Vân Giao cho rằng Trần Trường An là bị đại hoàng cho làm hư, nguyên cớ thường xuyên đánh đại hoàng chút giận. Có thể chậm rãi nàng mới phát hiện, hai cái này, ai làm hư ai còn thật nói không tốt. Ô ô ô ô, ô. nguyên lai ta cũng là có thân nhân à. Ngươi cái này đáng giận, đại hoàng làm bộ còn muốn khóc một lỗ mũi có thể nhìn thấy mục vân dao cái kia ánh mắt lạnh như băng phía sau vội vã ngoắt ngoắt cái đuôi chạy đến bên cạnh mục vân dao đầu chó càng không ngừng trà sát lấy cẳng chân mục vân dao một mặt nịnh nọt nói gâu 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 các ngươi liền là thân nhân của ta các ngươi đều là đi theo các ngươi ta rất vui vẻ rất vui vẻ ta muốn vĩnh viễn đại hoàng lời nói còn chưa nói xong mục vân dao một cước trực tiếp đem đại hoàng đá bay ra ngoài ít tại cái này ác tâm ta Kỳ Lân nhất tộc mặt đều để ngươi mất hết. Kỳ Lân nhất tộc bực nào uy phong, thế nào sẽ ra ngoài đại hoàng như vậy một cái dị loại? Chẳng lẽ huyết thống không thuần khiết? Phải đúng à, cái này đại hoàng phụ thân tuy nói không phải Kỳ Lân nhất tộc vương, nhưng cũng là vương tộc huyết mạch, huyết thống không có khả năng không thuần khiết. Chẳng lẽ là hạ giới thời điểm, đầu óc chịu đến ảnh hưởng tới. Sư phụ, đại hoàng nếu là thái cổ tiên vực Kỳ Lân nhất tộc, vì sao một mực lưu lại tại cấp 9? Chậm chạp không cách nào đột phá đến cấp 10 đây. Trần Trường An không hiểu hỏi. Hạn chế. Thái huyền giới vốn là không nên xuất hiện thần thú, nguyên cơ nó bị hạn chế rất nhiều, nếu không, đã sớm đột phá đến cấp 10. Sư phụ, đại hoàng thế nhưng kỳ lân vương tộc huyết mạch, mới sinh ra, liền bị ngươi mang đi. Kỳ lân nhất tộc liền như vậy đồng ý. Trần Trường An có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ân, kỳ lân nhất tộc cùng chúng ta mục ra quan hệ không tệ. Ngược lại ta là đánh lấy mục ra chiêu bài mang đi nó, kỳ lân nhất tộc cũng không nghĩ nhiều. Hả? Hà, Nghe nói như thế, Trần Trường An thế nào cảm giác, Mục Vân Giao đi tới cái này thái huyền giới, dường như đều là lưng cõng Mục ra người đây. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 293. Sư phụ, ngươi không phải mang ta đi cầm thai châu ư. Cái này, nơi này cũng không có người hà. Rời đi phong tiên đài phía sau, Mục Vân Giao mang theo Trần Trường An cùng Đại Hoàng đi tới Vân Đỉnh Sơn. Đến đỉnh núi này phía sau, Trần Trường An phát hiện, bốn phía cũng không có bất luận người nào khí tức, đồng dạng cũng không có người hoạt động qua dấu tích. Là nơi này, nhưng tại một cái khác độc lập trong không gian. Chu gia tọa trấn thái huyền giới người là sẽ không tùy ý xuất hiện trước mặt người khác. Cũng sẽ không để người biết sự hiện hữu của bọn hắn. Mục phân giao một bên nói, một bên kết ấn, chỉ chốc lát, vân đỉnh sơn đỉnh xuất hiện một đạo cửa vào. Nhìn thấy mục phân giao đi vào, Trần Trường An cùng đại hoàng cũng liền vội vàng đi theo. Đi vào phía sau, Trần Trường An phát hiện bên trong dĩ nhiên là một mảnh tiểu thiên địa phong cảnh tú lệ, chim hót hoa nở, hoàn cảnh quả thực không tệ. Nơi này cũng không có cái gì trắng lệ kiến trúc, xa xa, bất quá là mấy chỗ đình viện nhỏ mà thôi. Nhìn lên 10 điểm lịch sự tao nhã, cho người một loại rất bình thản cảm giác. Nơi này không tệ, người chu ra còn thật biết hưởng thụ. Trần Trường An cười nhạt nói. Trần Trường An mới nói xong, đột nhiên, năm bóng người xuất hiện tại trước mặt Mục Vân Giao. Gặp qua đại tiểu thư. Thật mạnh khí tức. Mấy người này thực lực, e rằng đều không đơn giản. Tại trong thái huyền giới, Trần Trường An cũng không có theo bất luận người nào trên mình, cảm nhận được loại này cảm giác áp bách. Chu gia cũng thật là đủ dốc hết vốn liếng, tại thái huyền giới, rõ ràng an bài năm tên loại cường giả cấp bậc này tọa chấn. Tuy nói Trần Trường An không biết rõ bọn hắn tu vi thật sự như thế nào, nhưng đại khái suy đoán, hẳn là sẽ không thấp hơn chuẩn tiên cảnh. Mục Vân Giao nhìn mấy người kia một chút, thản nhiên nói, ta tới mục đích, các ngươi nên biết à. Mục Phân Giao mang theo Trần Trường An tới trước, mục đích là cái gì? Tự nhiên không cần nói rõ. Đại tiểu thư, cái kia một khỏa cuối cùng thai Châu đúng là tại trên tay của chúng ta. Bất quá, ân. Mục Phân Giao ánh mắt biến đổi, hù dọa đến năm người kia đều là biến sắc mặt. Các ngươi là muốn muốn nói điều kiện với ta? Mục Phân Giao giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Không dám. Thế nhưng, chúng ta có thể cùng Trần Trường An trước nói chuyện ư? Người Chu ra bất đắc dĩ hỏi nói chuyện. Mục Vân Giao nhìn Trần Trường An một chút, gặp Trần Trường An cũng không ngại, thế là gật đầu một cái. Nói đi, ngay tại cái này nói. Mục Vân Giao thản nhiên nói. Được. Người Chu ra cung kính gật đầu một cái, theo sau nhìn hướng Trần Trường An, nói. Trần Trường An, Thai Châu đúng là tại trên tay của chúng ta. Thai Châu chúng ta có thể trả lại cho ngươi, cũng sẽ không để ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, Trần Vân Hiên mấy người này, chúng ta Chu ra cực kỳ coi trọng. Không biết, có thể hay không để cho bọn hắn gia nhập vào Chu gia. Yên tâm, chúng ta Chu gia sẽ cho bọn hắn tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Người Chu gia đã sớm nhìn ra, Trần Trường An bọn hắn là lôi kéo không động, cuối cùng Mục Vân giao đối Trần Trường An coi trọng mức độ, thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vốn cho rằng liền là trong lúc rảnh rỗi tùy tiện tuyển nhận một cái đệ tử, nhưng ai có thể nghĩ đến, Mục Vân giao rõ ràng đối với hắn coi trọng như vậy. Nhưng Trần Vân Hiên mấy người này, cũng để cho chu ra rất là tâm động thậm chí không tiếc tại địa bảng ban thưởng bên trong tăng lên tiên pháp để đả động bọn hắn thật không nghĩ đến mấy người này rõ ràng chọn vẹn không có tu luyện cái này khiến bọn hắn thiếu khuyết đề tài nói chuyện nguyên cớ bây giờ nhìn thấy trần trường an muốn thông qua theo trần trường an bên này hạ thủ nhìn có thể hay không nắm giữ lôi kéo trần vân hiên mấy người cơ hội nếu là trần trường an mở miệng lời nói cái tỷ lệ này sẽ lớn hơn nhiều chuyện của bọn hắn chính bọn hắn làm chủ ta cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Loại chuyện này, chính các ngươi cùng bọn hắn nói đi, cuối cùng bọn hắn lựa chọn như thế nào, ta cũng không hy vọng chịu đến ta quấy nhiễu. Mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn chính mình muốn đi đường gì. Trần Trường An thản nhiên nói. Nghe được Trần Trường An lời nói, người chu ra cũng là nhớ mày, nếu là không có mục vân giao, bọn hắn không phải là thái độ như vậy. Nhưng hôm nay, mục vân giao liền đứng ở chỗ này, bọn hắn có thể làm được gì đây? Tốt à! vậy cũng chỉ có thể như vậy nguyên cớ ngươi sẽ không can thiệp chúng ta mời chào bọn hắn đúng không người chu ra hỏi các ngươi mời chào bọn hắn đối bọn hắn có chỗ xấu ư trần trường an hỏi ngược lại tất nhiên không có chỉ có chỗ tốt cuối cùng bọn hắn nếu là tiến về thái cổ tiên vực có thể có được chúng ta chu ra bồi dưỡng sẽ ít đi rất nhiều đường vòng người chu ra cười lấy nói đã như vậy ta tại sao muốn can thiệp ta chỉ là sẽ không tham gia thôi bọn hắn lựa chọn như thế nào, xem chính bọn hắn quyết định. Gặp Trần Trường An nói như vậy, người Chu gia cũng là nới lỏng một hơi, cuối cùng Trần Vân Hiên bọn hắn những người kia, đối Trần Trường An thế nhưng nói gì nghe nấy. Đây là Thai Châu, năm đó chúng ta. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi một thoáng, thực lực của các ngươi, còn cần làm một nữ nhân, đi cửu u đại đế nơi đó lừa Thai Châu ư? Ừ. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Đối với chuyện này, Trần Trường An một mực cũng 10 điểm hiếu kỳ, dù sao cũng là thái huyền giới trưởng khống giả muốn cái gì đồ vật còn cần như vậy khó khăn ư bọn hắn thậm chí có vô thanh vô tức liền có thể đem đồ vật lấy đi bản sự huống hồ cửu u đại đế lúc trước cũng không có đem thứ này xem như vật chân quý gì thiên địa quy tắc chúng ta chu ra thân là trưởng khống giả nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm bằng không mà nói cái này thái huyền giới sẽ xảy ra vấn đề chúng ta không thể quá nhiều can thiệp thái huyền giới sự tình nguyên cớ coi như muốn chọn lựa nhân tài cũng chỉ có thể đủ làm ra tới thiên địa nhân tam bảng loại vật này, lấy thiên đạo danh nghĩa. Không thể quá nhiều can thiệp. Cái này còn không tệ, bất quá, thân là một cái trưởng khống giả, nhiều ít vẫn là có chút ốt ức, tại địa bàn của mình, làm chút gì sự tình, còn cần suy nghĩ nhiều như vậy. Vậy các ngươi tọa chấn thái huyền giới ý nghĩa là cái gì? Chọn vẹn không cần thiết à? Trần Trường An tò mò hỏi. Ừm, thế giới nhỏ như thế này tranh đấu vẫn là rất nghiêm trọng. Nguyên cớ, nhất định cần vẫn là muốn có người tọa chấn để tránh xuất hiện một chút không nên người xuất hiện. Chúng ta tiền kỳ không cách nào phát hiện, vậy liền khả năng sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Liên giống với lúc trước phong tu, hắn xuất hiện tại Thái Huyền giới thời điểm, chúng ta liền đã phát hiện, chỉ bất quá cũng không có lộ ra, muốn xem hắn dự định làm chút gì. Thuận tiện, cho hắn đào hố, tiếp cái bộ. Người chu ra cười lấy nói. Phong tu tự cho là chính mình một mực đến nay làm đều rất tốt, thậm chí là lanh tranh tham gia thiên địa nhân tam bảng, hy vọng dạng này có thể mê hoặc người chu gia. Không biết, theo hắn xuất hiện tại thái huyền giới một khắc này, người chu gia liền đã phát hiện hắn. Trần Trường An cũng không tiếp tục hỏi thăm, mà là đem thai châu nhận lấy. Nhìn xem cái này một khỏa cuối cùng thai châu, trong lòng Trần Trường An, bao nhiêu cũng có chút xúc động. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng coi là một cái người hoàn mỹ. Ân, thế nào cảm giác nơi nào không thích hợp? Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 294. Ngươi muốn ở chỗ này dung hợp hạt châu này ư. Nơi này linh khí cùng thái huyền giới. Người chu ra lời nói vẫn chưa nói xong. Trần Trường An hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thai châu đã hóa thành một cỗ năng lượng vò thẳng vào trong thân thể hắn. Đại tiểu thư, nơi này là tiên linh khí, cũng không phải thái huyền giới linh khí. Trần Trường An, không cần lo lắng. Mục Vân Giao thản nhiên nói. Cái kia, tiên linh khí thế nào? thái cổ tiên vực người cũng đều là sinh hoạt tại tiên linh khí hoàn cảnh bên trong ư đại hoàng có chút không hiểu hỏi nếu như ngươi theo sinh ra liền thân ở tại tiên linh khí như thế thân thể của ngươi sẽ quen thuộc nhưng trần trường an không giống nhau hắn một mực đến nay tu luyện hấp thu đều là linh khí nguyên cơ nếu như tiên linh khí tiến vào thể nội lời nói tiên linh khí sẽ ngăn chặn linh khí hai loại khác biệt năng lượng khả năng sẽ ở trong thân thể của trần trường an đụng vào nhau đây cũng là vì sao thái huyền giới người nhất định phải tu vi đột phá đại đế đỉnh phong phía sau mới có thể đủ phi thăng nguyên nhân. Bởi vì một khi đột phá đến đế tôn cảnh giới, thể nội linh khí sẽ tự động chuyển hóa làm tiên linh khí, tiến vào thái cổ tiên vực phía sau sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Nghe được Mục Vân Giao giải thích, đại hoàng giờ mới hiểu được vì sao người của Chu gia sẽ như cái này lo lắng. Cái kia Trần Trường An thật không có việc gì ư? Đại hoàng có chút bận tâm mà hỏi. Ngươi còn lo lắng hắn? Gia hắn thao thịt dày, có thể có chuyện gì? hả có đạo lý à liên chân trường an thân thể này cái gì gánh không được cái này hắn cái này hấp thu tiên linh khí tốc độ cũng quá kinh khủng à tại tiếp tục như thế chúng ta nơi này tiên linh khí đều muốn bị hắn hút hụt tiểu tử này lòng dũng cảm là thật lớn cũng không nói kiềm chế một chút coi như là mấy vị này người chu gia cũng chưa từng thấy qua như vậy hấp thu tiên linh khí tốc độ này trình độ kinh khủng để bọn hắn đều vô cùng chấn kinh hơn nữa cái này hấp thu lượng cũng thực có chút kinh người. Một cái bất tử cảnh, trong thân thể có khả năng tiếp nhận nhiều như vậy tiên linh khí. Đại tiểu thư, cái này tiên linh khí lập tức liền muốn bị hắn rút sạch. Làm thế nào? Ta nhìn tiểu tử này còn không có ý dừng lại à? Trần Trường An hấp thu linh khí tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa cái này dung lượng cũng là kinh người, trong chốc lát, liền muốn đem trong không gian này tiên linh khí toàn bộ rút sạch. Tiểu tử thúi này, thật là không cho người bớt lo. Mở ra lối ra được người chu ra vội vã kết ấn mở ra rời đi nơi này cửa ra vào ầm làm lối ra xuất hiện một khắc này mục vân giao cũng không khách khí trực tiếp một cước đem trần trường an đá ra ngoài a à khoát một cước này xoáy đại hoàng nhìn cũng là ánh mắt sáng lên lần này chịu đá cuối cùng không phải là mình mà là trần trường an ngươi cũng ra ngoài mục vân giao đồng dạng sẽ không cùng đại hoàng khách khí lại là một cước đem cười đùa tí từng đại hoàng đá ra ngoài các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này tọa chấn thái huyền giới à, ta liền đi trước. Đại tiểu thư chờ một chút. Ngài thật còn không có ý định rời đi ư. Chủ gia bên kia cũng đã đem ánh mắt đặt ở chúng ta chu ra trên mình. E rằng, chẳng mấy chốc sẽ phái người tới thái huyền giới. Nghe nói như thế, mục phân giao biểu tình cũng thay đổi đến ngưng trọng lên. Nhanh như vậy. Mục phân giao không nghĩ tới, mục gia nhanh như vậy liền muốn tìm tới thái huyền giới. Đã rất chậm, nghe nói, chủ gia ban đầu là tại cái khác tiểu thế giới tìm kiếm ngài tung tích là gần nhất mới đưa ánh mắt đặt ở chúng ta những cái này gia tộc phụ thuộc trên mình chúng ta thật có chút gánh không được người chu gia bất đắc dĩ nói một phân giao rất rõ ràng chu gia không có khả năng gánh vác được chủ gia hỏi thăm bọn hắn cũng không có can đảm này các ngươi không cần có gánh nặng ta sẽ không trách tội các ngươi có một số việc nhìn tới thật là tránh không khỏi lúc trước cũng muốn cảm ơn các ngươi chu gia cũng không có đem tung tích của ta, chủ động hồi báo cho mục gia. Chuyện này, ta nhớ kỹ, sau này sẽ chiếu cố các ngươi chu ra một hai. Có mục phân giao một câu nói như vậy, chu ra mấy người kia đều là kích động không thôi. Mục phân giao, thế nhưng mục gia đại tiểu thư, địa vị cực cao, nàng, thế nhưng rất có lực độ. Đa tạ đại tiểu thư, không cần, ta đi trước. Mục phân giao cũng không tiếp tục lưu tại nơi này, tâm tình của nàng bây giờ cũng có chút không phải cực kỳ dễ chịu. Lúc này Trần Trường An, về tới Vân Đỉnh Sơn Đỉnh, như cũ tại nhanh chóng hấp thu linh khí. Đại Hoàng lúc này cũng là nhìn nhe răng trợn mắt. Tiểu tử này không phải là muốn đem thái huyền giới linh khí đều hút hụt à. Muốn hay không muốn biến thái như vậy. Nha, ngài đi ra. Đại Hoàng nguyên bản còn muốn phạm phạm tiện, nhưng làm nhìn thấy Mục Vân Giao lúc này sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn phía sau, liền thành thành thật thật đứng ở một bên, cũng không có lên trước muốn bị đánh. Trần Trường An tại hấp thu linh khí. Mục Vân Giao biểu tình ngưng trọng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Chỉ có Đại Hoàng, nhìn một chút Trần Trường An, nhìn một chút Mục Vân Giao, không dám nói câu nào, gọi là một cái uất ức. Hô! Dễ chịu! Đại đế cảnh giới! Hơn nữa, trực tiếp tăng lên tới Đại đế đỉnh phong. Thỏa nguyện! Thân thể của ta hình như không còn có bất kỳ trói buộc. Trần Trường An cũng không có nghĩ đến, chính mình dung hợp một khỏa cuối cùng thai châu phía sau, rõ ràng trực tiếp đột phá đến Đại đế đỉnh phong cảnh giới. Hơn nữa, nguyên bản loại kia sau khi đột phá liền sẽ đình trệ không cách nào hấp thu linh khí tình huống triệt để biến mất không gặp. Chân chân chính chính không có bất kỳ trói buộc, loại cảm giác này để Trần Trường An hết sức thoải mái. Sư phụ, ngươi. Trần Trường An nhìn thấy Mục Vân Giao lúc này biểu tình, không khỏi đến chấn động trong lòng. Trần Trường An theo bên cạnh Mục Vân Giao một vạn năm, cho tới bây giờ đều không có tại trên mặt của Mục Vân Giao nhìn thấy vẻ mặt như thế. Xảy ra chuyện ư. Trần Trường An nghi ngờ hỏi nghe được trần trường an lời nói mục phân giao cũng không trả lời mà là hướng về bầu trời nhìn lại có lẽ ta đến lúc rời đi hả rời đi thời điểm ý tứ gì sư phụ muốn trở về thái cổ tiên vực sư phụ ngươi cũng không muốn về đi hoặc là nói thái cổ tiên vực có chuyện gì là ngươi không muốn đối mặt mục phân giao thân thể cùng thực lực nàng không cần đi tới nơi này càng không cần lưu tại nơi này lâu như vậy đây hết thảy nhất định là có nguyên nhân chỉ bất quá mục phân giao không có nói qua bây giờ muốn rời khỏi mục phân giao biểu tình rõ ràng là có chút không tình nguyện quả thật có chút sự tình không muốn đối mặt phải đến không đi đối mặt né lâu như vậy đã rất hiếm thấy mục phân giao cũng không có nói đến cùng là chuyện gì trần trường an cũng không có tiếp tục truy vấn mỗi người đều có bí mật của mình không muốn nói liền không thể hỏi các ngươi nhìn lên bầu trời đây là tình huống gì đột nhiên đại hoàng nhìn xem trong bầu trời xuất hiện một vết nứt không khỏi đến hô lớn một tiếng. Vết nứt. Trần Trường An cùng Mục Vân Dao ngẩng đầu hướng về trong bầu trời nhìn lại, Mục Vân Dao cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Cái kia tới, trung quy vẫn là tới. Bạn chuẩn bị xem từ Trường Sinh Bất Tử tu tiên ta liền vô địch tập 295, tới. Thái cổ tiên vực người đến, chẳng lẽ là mục gia người? Trần Trường An rất rõ ràng cảm giác được, Mục Vân Dao cực kỳ kháng cự. Trong này nhất định có chuyện gì? Ân, không phải mục gia người. Nhưng mà, làm cái khe kia bên trong người xuất hiện phía sau, Mục Vân Giao không khỏi đến nhớ mày. Rõ ràng không phải Mục Gia người. Chẳng lẽ là người của Vương Gia? Vương Gia? Cái gì Vương Gia? Sư phụ, Vương Gia này là người thế nào? Trần Trường An hỏi. Vương Gia cùng Mục Gia đồng dạng đều là thái cổ tiên vực cửu đại tiên tộc một trong. Cùng Mục Gia đều là cửu đại tiên tộc một trong. Vậy bọn hắn đi tới Thái Huyền Giới là làm cái gì? Hướng Mục Vân Giao tới ư? vương gia người xuất hiện tại thái huyền giới phía sau nhíu mày cực kỳ hiển nhiên là đối cái này thái huyền giới rất là xem thường thật ở đây làm đối phương cảm ứng được mục vân giao khí tức phía sau trên mặt vậy mới xuất hiện nụ cười chỉ thấy bóng dáng đối phương lóe lên đã xuất hiện tại trước mặt mục vân giao vương gia vương chi duy gặp qua mục gia đại tiểu thư thấy người tới thật là người của vương gia mục vân giao sắc mặt cũng không dễ nhìn tại sao là các ngươi người của vương gia mục vân giao cau mày hỏi vì sao không thể là vương gia chúng ta người đây? Chuyện này, thế nhưng phụ thân ngươi đồng ý. Mục gia đại tiểu thư, hành động của ngài có biết hay không sẽ tạo thành hậu quả gì? Gả vào vương gia chúng ta, liền thật như vậy làm ngươi khó xử ư. Gả vào vương gia, trốn hôn. Trần Trường An lúc này mới biết được, nguyên lai Mục Vân Giao chạy đến cái này thái huyền giới, lại là làm trốn hôn. Nhưng cùng làm cửu đại tiên tộc, Mục Vân Giao lại là mục gia đại tiểu thư, nàng không đồng ý, chẳng lẽ còn sẽ bị bức bách gả vào vương gia sao? Một điểm này, Trần Trường An có chút không hiểu rõ, mục gia đều đã có cao như vậy địa vị, còn cần lợi dụng tử nữ đi thông gia. Ta phu quân của mục vân giao, tự nhiên muốn chính mình chọn lựa. Các ngươi vương gia như thế nào, cùng ta có dính dáng gì? Ta chán ghét bị người an bài. Cùng đối phương là ai không có quan hệ. Mục vân giao lạnh giọng nói. Ha 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 ha. Xứng đáng là mục gia đại tiểu thư, quả nhiên có tính cách. Nhưng mà nuôi vương chuyện hai nhà đám hỏi, rất nhiều người đều biết. Ngươi trốn không thoát, cũng không tránh được. Ngươi nên biết, hành vi của ngươi không chỉ là quét vương ra mặt mũi, cũng sẽ để các ngươi mục ra trên mặt tối tăm. Phụ thân ngươi để vương ra chúng ta người tới tìm ngươi, mục đích cũng rất đơn giản. Liền là nói cho ngươi, ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi. Vương Chi Duy cười lấy nói, không thể thay đổi. Mục vân giao như thế nào lại không biết, làm người vương gia xuất hiện một khắc này, Mục Vân Giao liền đã minh bạch phụ thân dụng ý. Cuối cùng, vẫn là không tránh thoát. Chẳng lẽ, chính mình thật muốn gả vào vương gia, gả cho một cái chính mình chưa từng thấy qua người. Ta phải đi. Mục Vân Giao quay đầu nhìn về phía Trần Trường An, cười nhạt nói. Nhìn thấy Mục Vân Giao lúc này biểu tình, Trần Trường An cũng là cho mày, sư phụ của mình, vẫn luôn là thong dong không bức bách, còn chưa có xuất hiện qua loại này bất lực biểu tình. Hắn là ai? Sẽ không? Là ngươi làm tự chọn hôn phù à? Vương Chi Duy ánh mắt âm trầm hướng về Trần Trường A nhìn đi qua, nếu như người này cùng Mục Vân Giao quan hệ thật không tầm thường, vậy liền không nên để hắn tiếp tục sống sót. Nói bậy bạ gì đó. Đây là đồ đệ của ta. Mục Vân Giao lạnh giọng nói, nhìn xem Vương Chi Duy, ánh mắt cảnh cáo đối phương đừng làm loạn. Đồ đệ. Nguyên lai like là Mục Gia Đại Tiểu Thư đồ đệ. Có khả năng bị Mục Gia Đại Tiểu Thư nhìn chúng, có lẽ cũng là có chỗ hơn người à. Nghe được là đồ đệ, Vương Chi Duy vậy mới nới lỏng một hơi, cuối cùng chỉ là đồ đệ lời nói, vậy liền không có quan hệ gì. Sư phụ, ngươi muốn gả ư. Trần Trường An cũng không có phản ứng Vương Chi Duy, mà là nhìn về phía Mục Vân Giao, ánh mắt kiên định hỏi. Mục Vân Giao nhìn kỹ Trần Trường An nhìn mấy lần, lấy nàng đối Trần Trường An hiểu rõ, nàng rất rõ ràng tiểu tử này muốn làm gì. Đừng càn quấy. Mục Vân Giao cau mày nói. Sư phụ, ngươi muốn gả ư. Trần Trường An mặt mỉm cười, đồng dạng ngữ khí, lặp lại một lần lời nói mới rồi. Tiểu tử, ngươi ngược lại đối sư phụ ngươi không tệ. Có thể chuyện này, không phải sư phụ ngươi nói không muốn gả, liền có thể không gả. Trong này dính dáng sự tình quá nhiều. Ngươi tu vi như vậy, còn muốn làm chút gì sao? Vương Chi Duy khinh thường nói. Sư phụ, ngươi muốn gả ư? Hả? Thật là cùng vọng tiểu tử. Trần Trường An không để ý tới, để Vương Chi Duy sầm mặt lại. Mình nói như thế nào cũng là người của Vương gia. Tiểu tử này một cái ếch ngồi đáy giếng, chỉ sợ là thật không hiểu vương gia hai chữ này phân lượng nặng bao nhiêu. Ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng ngươi đừng càn quấy, bằng không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Mục vân giao biểu tình nghiêm túc nhắc nhở. Sư phụ, ngươi muốn gả ư? Trần Trường An chỉ có một câu nói kia, không ngừng mà lặp đi lặp lại hỏi thăm, cái này khiến nội tâm của Mục Vân Giao cũng có một chút buông lỏng. Trần Trường An theo bắt đầu mặt mỉm cười, bây giờ đã biến thành mắt sáng như đuốc, sắc mặt lạnh giá. Gặp Trần Trường An như vậy, Mục phân giao bất đắc dĩ thở dài một hơi, trầm tư chốc lát, mở miệng nói ra, không muốn. Không muốn. Vương Chi Duy ở một bên sắc mặt cũng không dễ nhìn, bất quá chuyện này cũng không phải bí mật gì, mục phân giao sẽ đào tẩu, vốn là đã nói rõ thái độ của nàng. Tiểu tử, sư phụ ngươi không muốn, nhưng mục ra muốn, ngươi. Vương Chi Duy lời nói vẫn chưa nói xong, lại nhìn thấy Trần Trường An cười lên, cười mười điểm rực rỡ. Từ đầu đến cuối, Trần Trường An liền không có phản ứng qua Vương Chi Duy, ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên mình Mục Vân Giao. Nếu không muốn, vậy liền không gả. Trần Trường An cười lấy nói. Ha 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 ha, thật là cuồng vọng tiểu tử. Ngươi một cái hạ giới ếch ngồi đáy giếng, có tư cách gì nói ra lời nói này? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi biết vương gia là dạng gì tồn tại ư? Ngươi dám ngăn trở, ngươi đắc tội, không chỉ là vương gia, còn có sư phụ ngươi chỗ tồn tại mục gia. Vương Chi Duy lạnh giọng nói. Lần này, Trần Trường An hướng về Vương Chi Duy nhìn đi qua, lên trước một bước, đem Mục Vân Giao cùng Vương Chi Duy hai người ngăn cách. Trần Trường An đem Mục Vân Giao ngăn ở phía sau, cái này khiến nội tâm của Mục Vân Giao lần nữa vô cùng chấn kinh. Trần Trường An dùng hành động của mình, chứng minh hắn bây giờ thái độ. Mục Vân Giao không nghĩ tới, năm đó một mực theo bên cạnh mình cái kia sái bảo tiểu tử, bây giờ rõ ràng cũng bắt đầu bảo vệ lại chính mình tới. Trong đầu của Mục Vân Giao, không ngừng hiện lên theo Trần Trường An 6 tuổi bắt đầu, theo bên cạnh mình phía sau từng màn, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Tình cảm giữa hai người cực kỳ phức tạp, có sư đồ tình, có thân tình, nhưng Mục Vân Giao chưa từng cho rằng giữa hai người có ái tình. Nhưng Trần Trường An bây giờ hành động, quả thật làm cho nội tâm của Mục Vân Giao nhận lấy xúc động cực lớn. Đó là cảm động. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Mặc kệ vương gia ngươi mạnh bao nhiêu. Đã sư phụ ta không nguyện ý gả, ai cũng không thể ép buộc hắn. Các ngươi vương gia không được, mục gia, cũng không được. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 296. Ha 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 ha. Tiểu tử, ngươi cũng thật là cuồng vọng. Lời nói này, liền sư phụ ngươi cũng không dám nói, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Vương Chi Duy nhìn xem Trần Trường An cái này cuồng vọng dáng dấp, ngược lại cười lên. "Vô Chi, một số thời khắc thật có thể để cho một người không sợ hãi." Tại Vương Chi Duy nhìn tới, Trần Trường An liền là cái này Vô Chi tiểu nhi căn bản là không hiểu vương gia đại biểu lấy cái gì mục gia đại biểu lấy cái gì coi như hắn đứng ở thái huyền giới đỉnh phong nhưng để ở trong thái cổ tiên vực cũng bất quá là một cái tùy ý liền có thể bị giết chết sâu kiến hắn có tư cách gì cuồng vọng ta có hay không có tư cách ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết trần trường an mỉm cười sau một khắc một cỗ khí thế kinh khủng theo trong thân thể của trần trường an bắn ra cái này khí thế kinh khủng để vương chi duy đều là trong lòng giật mình tiểu tử này thật người hạ giới. Hạ giới người, thực lực tối cường cũng bất quá là chuẩn đế cảnh giới thôi, thế nào sẽ bộc phát ra khủng bố như thế khí thế. Khó trách có thể bị mục gia đại tiểu thư nhìn chúng, quả nhiên là cái yêu nghiệt tài năng. Đáng tiếc, ngươi chút thực lực này, ở trước mặt ta, còn chưa đáng kể. Khí thế tuy mạnh, nhưng Vương Chi Duy căn bản cũng không có đem Trần Trường An để vào mắt, cứ việc mình hạ giới, thực lực nhận lấy nhất định hạn chế, thế nhưng không phải ai đều có thể đủ đối phó. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thực lực. Vương Chi Duy hừ lạnh một tiếng, theo sau một trường trực tiếp hướng về Trần Trường An đánh ra. Nhìn thấy Vương Chi Duy động thủ, Mục Vân Giao lập tức biến sắc mặt, mới chuẩn bị xuất thủ, lại phát hiện đại hoàng đội một chút chân của mình. Ngay tại Mục Vân Giao cái này một cái ngây người thời gian, Vương Chi Duy một trường đã chặt chẽ vững vàng đập vào ngực Trần Trường An. Ân! Vương Chi Duy đối thực lực của mình rất có tự tin, một trưởng này đừng nói là chuẩn đế, coi như là đế tôn, chuẩn tiên cảnh giới người đều không thể thừa nhận. Nhưng mà Trần Trường An lúc này lại mặt mỉm cười nhìn xem chính mình. Chính mình một trường này, rõ ràng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Mục Vân Giao nhìn thấy một màn này mới nhớ tới, Trần Trường An thể chất, thế nhưng càng yêu nghiệt tồn tại, chính mình vừa mới quan tâm sẽ bị loạn, dĩ nhiên quên chuyện này. Thế mà còn là đại hoàng nhắc nhở chính mình một thoáng. Nhìn lên, Trần Trường An không nhúc nhích, cũng có muốn thăm dò thực lực đối phương ý tứ đây chính là người vương gia thực lực ư. Dường như nhìn lên, cũng không có gì đặc biệt. Trần Trường An cười nhạt nói. Tiểu tử, xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Ngươi không nên chế diễu vương gia. Vương Chi Duy sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ sức mạnh càng khủng bố hơn theo trong thân thể chậm rãi lan tràn đến trên bàn tay. Chết đi. Vương Chi Duy lúc này đã động lên sát ý, Trần Trường An cổ quái, để hắn đã có một chút kiên kỵ. Tiểu tử này rất cổ quái, tuyệt đối không thể cho hắn trưởng thành cơ hội oanh lấy trần trường an cùng vương chi duy làm trung tâm năng lượng kinh khủng không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch tán như không phải mục vân giao đại hoàng lúc này e rằng đã bị cỗ năng lượng này trực tiếp mặt sát vậy mà lúc này thái huyền giới bởi vì vương chi duy xuất thủ xa vào đến đung đưa kịch liệt bên trong không thuộc về cái này lực lượng thế giới xuất hiện đối thái huyền giới tạo thành 10 điểm to lớn ảnh hưởng cái này đây rốt cuộc là tình huống như thế nào các ngươi cảm nhận được hay không lực lượng thật kinh khủng Ta trời, đây là đại đế cường giả tối đỉnh giao thủ ư, thế nào sẽ khủng bố như vậy? Thiên địa biến sắc, sông lớn chảy ngược, đại địa chấn động, đỉnh núi lún xuống, cái này. Chẳng lẽ là thái huyền giới muốn hủy diệt ư? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai có thể nói cho ta, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này, toàn bộ thái huyền giới đều xa vào đến một mảnh trong khủng hoảng. Tất cả mọi người cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Vương Chi Duy, ngươi muốn hủy cái này thái huyền giới ư? còn không tranh thủ thời gian dừng tay. Mục Vân Giao tức giận nói. Dừng tay. Vương Chi Duy lúc này nhìn xem Trần Trường An trước mặt, mắt biến đến đỏ bừng. Trong lòng càng là tràn ngập chấn kinh. Vì sao? Vì sao lại dạng này? Hắn không có khả năng ngăn cản được mới đúng, nhất định không có khả năng ngăn cản được. Ngươi, đến tục cùng là ai? Vương Chi Duy thế nào cũng không nghĩ ra, tại trong cái thái huyền giới này, thế mà lại giống như cái này khủng bố tồn tại. Hắn thật chỉ là Mục phân giao đồ đệ, tại Thái Huyền giới liền nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Vương Chi Duy đã vừa mới điều động mình có thể tại Thái Huyền giới thi triển thực lực mạnh nhất, mặc dù như thế, Trần Trường An vẫn như cũ lông tóc không thương. Ta là ai? Ta chỉ là sư phụ ta đồ đệ mà thôi. Hiện tại, ngươi cảm thấy ta có tư cách ư? Trần Trường An cười lấy hỏi. Hừ, người si nói mộng, ta bất quá là không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, bằng không mà nói, ngươi cùng phương thế giới này sẽ một chỗ hủy diệt ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì? Nếu là ở thái cổ tiên vực, ngươi đã sớm chết. Vương Chi Duy lạnh giọng nói. Đã sớm chết ư? Trần Trường An không biết rõ Vương Chi Duy chân chính thực lực như thế nào, nhưng nếu là cửu đại tiên tộc một trong người của Vương gia, từ trước đến giờ sẽ không kém. Đã đối phương không làm gì được chính mình, cái kia tiến vào thái cổ tiên vực phía sau, người bình thường, e rằng không cách nào thương tổn tới mình mảy may. Nhưng bây giờ Trần Trường An, có thể đã sớm không phải năm đó cái kia không cách nào người tu luyện. Ta kháng đánh, nhưng ta bây giờ, đồng dạng có thể đánh. Ngươi đánh xong, hiện tại, giờ đến phiên ta à? hà Đến phiên ngươi, tiểu tử ngươi, còn muốn xuất thủ sao? Vương Chi Duy khinh miệt nhìn Trần Trường An một chút, chính mình tuy là giết không được đối phương, nhưng đối phương lại có năng lực gì giết chính mình. Quả thực là buồn cười. Trường An, ngươi không phải là đối thủ của hắn, dừng ở đây à? Mục Vân Giao khuyên nhủ. Nghe được Mục Vân Giao lời nói, Trần Trường An cười lấy nhìn Mục Vân Giao một chút, nói. Sư phụ, một lần trước cùng ngươi giao thủ, ta nhưng cũng không có vận dụng chính mình toàn bộ thực lực. Không có sử dụng toàn bộ thực lực. Một lần trước thăm dò hắn thực lực thời điểm, hắn rõ ràng còn có giữ lại. Lại thêm bây giờ tu vi đột phá đến đại đế đỉnh phong, tự nhiên sẽ so trước đó càng mạnh. Có thể coi là như vậy, Mục Vân Giao y nguyên không nhận làm, Trần Trường An lại là vương chi duy đối thủ. Cứ việc có quy tắc áp chế, Vương Chi Duy cũng không phải dễ dàng như vậy giết đến. Nếu là đối phương cảm nhận được nguy cơ tử vong, không quan tâm phía dưới, e rằng Thái huyền giới căn bản là không chịu được. Đến lúc kia, chân chính thua thiệt nhất định là Trần Trường An, hơn nữa còn sẽ làm cho cả Thái huyền giới tùy tám. Trường An, ngươi tại Thái huyền giới còn có thân nhân, còn có bằng hữu, chớ lỗ mãng. Nếu là Thái huyền giới hủy diệt, những người này đều sẽ chết. Mục Vân Giao trầm giọng nói. Sư phụ, yên tâm đi ta sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút, ta cùng cái này thái cổ tiên vực cường giả, khoảng cách đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Trần Trường An mỉm cười, một giây sau, một thanh trường kiếm phá không mà tới, trực tiếp rơi vào tại trong tay Trần Trường An. Đây là Trần Trường An từ lúc tu luyện đến nay, lần đầu tiên chân chân chính chính cầm lấy kiếm. Mà thanh kiếm này, mục phân giao nhận thức, Vương chi Duy nhìn xem cũng cảm giác có chút quen mắt. Đây là, đây là thi tiên kiếm ngươi rõ ràng đem vật trọng yếu như vậy cho hắn. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 297, nhìn xem Trần Trường An trường kiếm trong tay, Vương Chi Duy quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là mục gia thí tiên kiếm, coi như đặt ở thái cổ tiên vực, đó cũng là để rất nhiều người tâm động tuyệt thế tiên binh. Liền là dạng này một cái bảo bối, một phân giao rõ ràng đưa cho Trần Trường An. Cái này cũng không khỏi quá hào phóng một chút à, mục gia thật đồng ý nàng làm như thế. Thí Tiên kiếm. Sư phụ, như vậy nhìn tới, thứ này hẳn không phải là trong miệng ngươi đế binh à?" Trần Trường An cười lấy hỏi. "Không tệ, Thí Tiên kiếm chính là Thái Cổ Tiên vực, cửu đại đỉnh cấp tiên kiếm một trong." "Thái Cổ Tiên vực, cửu đại đỉnh cấp tiên kiếm một trong ư?" Chính mình vị sư phụ này cũng thật là hào phóng, phải biết năm đó Mục Vân giao đem cái này Thí Tiên kiếm đưa cho Trần Trường An thời điểm, Trần Trường An còn không có cách nào tu luyện. Nói cách khác, trần trường an cầm lấy một kiện tuyệt thế bảo bối mỗi ngày ở bên ngoài loạn đi dạo tiểu tử cho dù có thí tiên kiếm ngươi cũng không cách nào phát huy ra uy lực của nó bằng thực lực của ngươi không gây thương tổn được ta mảy may vương tri duy cười lạnh nói phải không trần trường an mỉm cười sau một khắc vương tri duy cảm giác chính mình hình như nhận lấy nào đó trói buộc loại tình huống này để vương tri duy sắc mặt biến đổi lớn trói buộc chính mình thế nào sẽ cảm nhận được trói buộc là thủ đoạn của hắn. Không có khả năng, tiểu tử này không có khả năng có thủ đoạn như vậy. A, à, cho mèo thôi. Phá cho ta. Vương Chi Duy muốn điều động bên trong thân thể lực lượng, đem cái này trói buộc cảm giác phá vỡ, nhưng mà phát hiện, chính mình hình như nhất thời ở giữa, không có cách nào điều động năng lượng trong cơ thể. Thật giống như, linh hồn cùng thân thể đã hoàn toàn cắt ra, mất đi liên hệ đồng dạng, linh hồn vẫn còn, lại mất đi đối thân thể trưởng khống quyền. Thực lực của người thật rất mạnh ta trói buộc không được ngươi quá lâu. Nguyên cớ, ta cũng không khách khí với ngươi. Oanh! Sau một khắc, toàn bộ thái huyền giới lại một lần nữa chấn động lên, theo trong thân thể của Trần Trường An, bắn ra lực lượng, để Mục Vân Giao cùng Vương Chi Duy đều hoàn toàn biến sắc. Gấp 10 lần, gấp trăm lần, nghìn lần, Trần Trường An thực lực, vậy mà tại hít thở ở giữa, tăng vọt nghìn lần. Nếu như nói phía trước, Mục Vân Giao đối Trần Trường An thực lực phán đoán là đế tôn cấp bậc, nhưng làm hắn đột phá đến đại đế đỉnh phong phía sau, thực lực e rằng đã đạt đến chuẩn tiên cảnh giới đỉnh phong. Bây giờ, nghi lần thực lực bạo phát, đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì, Trần Trường An không xuất thủ lời nói, Mục Vân Giao đều không rõ ràng. Chân tiên cảnh giới, vẫn là kim tiên cảnh giới. Mặc kệ là cái nào, có khả năng tại đại đế đỉnh phong cảnh giới, liền bộc phát ra chiến lực như vậy, phóng nhãn trong cả thái cổ tiên vực, e rằng đều là phần độc nhất. Tối thiểu, lấy Mục Vân Giao kiến thức, Nàng chưa từng có nghe nói qua cường đại như vậy yêu nghiệt tồn tại. Nhưng chỉ là như vậy thực lực, mục phân giao không nhận làm, Trần Trường An có giết Vương Chi Duy năng lực. Nhưng mà sau một khắc, Trần Trường An một kiếm đâm ra, thì tiên kiếm không nghiêng lệch đâm vào trong thân thể của Vương Chi Duy. Ha 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 ha. Trần Trường An, ngươi quả nhiên vô tri. Ngươi sẽ không coi là thật cho là, bằng vào thí tiên kiếm uy lực, chỉ cần đâm vào thân thể của ta, liền có thể muốn số mạng của ta. Ngươi cũng thật là Vương Chi Duy lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, hắn cảm nhận được một cỗ khủng bố tử vong chi lực. Trong thân thể của mình vô hạn lan tràn, mà trong cơ thể hắn sinh cơ cũng tại nhanh chóng biến mất. Ngươi, ngươi đến cùng động lên cái gì động tác? Ngươi đối ta làm cái gì? Vương Chi Duy lần này triệt để luống cuống lên, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thế mà lại tại Thái Huyền giới loại địa phương này, chịu đến nghiêm trọng như vậy thương tổn. Hơn nữa, thậm chí đã uy hiếp đến tính mạng của hắn ngươi biết chính mình sai tại địa phương nào ư trần trường an nhìn xem mặt lộ kinh hoàng vương tri duy cười lạnh hỏi địa phương nào vương tri duy kinh hoàng hỏi ngươi quá tự tin từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có đem ta để vào mắt bằng không ta sẽ không dễ dàng như vậy liền đắc thủ nếu như ngươi thật đem ta xem như một cái đối thủ một cái địch nhân ta không có cách nào giết ngươi nhưng bây giờ ngươi đã không có cơ hội trần trường an từ vừa mới bắt đầu liền biết thực lực của mình không cách nào chém giết Vương Chi Duy, nhưng hắn có thể lợi dụng nhân tính nhược điểm. Đó chính là Vương Chi Duy tự tin, làm một người quá tự tin thời điểm, cũng liền là hắn lơ là sơ xuất, dễ dàng xuất hiện sai lầm chí mạng thời điểm. Hắn đối Trần Trường An coi thường, vừa vặn trở thành chính hắn bùa đòi mạng. Như không phải Vương Chi Duy xem thường Trần Trường An, không cách nào nhẹ nhàng như vậy khống chế lại Vương Chi Duy, nguyên cớ, đằng sau hết thảy thủ đoạn đều sẽ không thành lập. Nếu là thật sự thật so đấu, hậu quả sẽ cùng Mục Vân Giao dự tính đồng dạng, Trần Trường An sẽ không chết, nhưng Thái Huyền Giới sẽ diệt. Mục Vân Giao, ngươi chẳng lẽ liền nhìn xem ngươi đổ đệ hồ nháo sao, còn không cho hắn nhanh lên một chút thu tay lại. Vương Chi Duy nhìn về phía Mục Vân Giao, phẫn nộ quát. Sư phụ, ngươi không cần nhìn ta, không thu được tay. Cỗ này tử vong chi lực, đã lan tràn toàn thân của hắn, chỉ có đến tính mạng hắn kết thúc một khắc này, cỗ lực lượng này mới sẽ biến mất không thấy gì nữa. Ta cũng không có biện pháp. Trần Trường An bất đắc dĩ nhún vai, biểu thị chính mình bất lực. Ai? Ngươi nghĩ quá đơn giản. Mục phân giao bất đắc dĩ thở dài một hơi, theo sau nhìn hướng trong mắt tràn đầy phẫn nộ Vương Tri Duy. Đến hắn loại cảnh giới này người, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền bị giết. Bây giờ xuất hiện tại cái này thái huyền giới, khả năng rất lớn chỉ là hắn một cái phân thân mà thôi. Bản thể, có lẽ lưu tại vương gia tù luyện. Ngươi giết hắn, cũng không có chọn vẹn giết hắn. Nghe được Mục Vân Giao lời nói, trần trường an cũng là xứng sở còn có thể chơi như vậy thái cổ tiên vực quả nhiên không đơn giản bất quá thì tính sao đây chính mình có thể giết phân thân tương lai như cũ có thể đem bản thể đánh giết trần trường an mục đích làm như vậy chỉ là vì biểu lộ rõ ràng thái độ của mình cùng lúc đó là đem vương gia ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình xứng đáng là mục gia đại tiểu thư không nghĩ tới rõ ràng bị ngươi nhìn ra chuyện này vương gia chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ tuyệt đối sẽ không vương chi duy lúc này phẫn nộ cũng không có giảm thiểu mặc dù chỉ là phân thân nhưng cũng là bản thể bên trong phân hóa đi ra phân thân bị giết đối bản thể thương tổn đồng dạng không nhỏ trần trường an đi tới trước mặt vương chi duy đem thí tiên kiếm rút xuống cười lạnh nói ta chờ ngươi tới tìm ta nhớ kỹ tên của ta gọi trần trường an ta sẽ tiến về thái cổ tiên vực các ngươi người vương ra ta gặp một cái giết một cái trần trường an nói xong sau đó vương chi duy phẫn nộ há to miệng Cuối cùng cũng không có phát ra cái gì âm thanh, trong cơ thể hắn sinh cơ đã hoàn toàn biến mất. Phúc, cùng lúc đó, trong vương gia, vương Chi Duy bản thể đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tốt một cái Trần Trường An, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 298. Ngươi phía trước làm việc sẽ không như vậy lỗ mãng, lần này là thế nào? Vương Chi Duy chết, để Mục Vân Giao rất là không hiểu, lấy nàng đối Trần Trường An hiểu rõ đối phương không phải một cái như vậy lỗ mã người. Nàng không tin Trần Trường An không biết, giết Vương Chi Duy phía sau sắp sửa gặp phải dạng gì nguy hiểm. Nhưng Trần Trường An vẫn là làm như vậy. Cái này khiến Mục Vân Giao có chút đoán không ra ý nghĩ của Trần Trường An. Sư phụ, mặc kệ ta có giết hay không Vương Chi Duy, ngươi đều muốn rời đi à? Trần Trường An cười lấy hỏi. Nghe được Trần Trường An lời nói, Mục Vân Giao gật đầu một cái. Bây giờ tung tích của nàng đã bại lộ đi ra, nàng không có khả năng tiếp tục lưu lại thái huyền giới, cái này cùng ngươi giết Vương Chi Duy có quan hệ gì? Mục Phân Giao hỏi. Ta là người đồ đệ, ta giết Vương Chi Duy phân thân, cũng coi như là cùng Vương gia kết thủ. Dạo này, ngươi liền có hơn một cái lý do cự tuyệt, dù cho cuối cùng không thay đổi được cái gì, nhưng ít nhất có thể cho ngươi tranh thủ một chút thời gian. Hơn nữa Vương gia sẽ không nuốt xuống một hơi này, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tìm tới ta, đồng thời giết ta. Không chỉ ngươi muốn đi, ta cũng muốn đi. Chỉ có hai chúng ta đều không tại Thái Huyền Giới, thái huyền giới mới sẽ thái bình cuối cùng mục tiêu của bọn hắn chỉ là ta cùng ngươi mà thôi trần trường an ý tứ rất đơn giản thái huyền giới không có hai người bọn họ cái kia vương gia cũng không có tất yếu tại đối thái huyền giới làm cái gì chỉ bất quá làm như thế một cái duy nhất có nguy hiểm cũng chỉ còn lại trần trường an một người mục phân giao bất kể nói thế nào đều là mục gia đại tiểu thư coi như thái độ của nàng cứng rắn vương gia cũng không dám thật đem nàng thế nào nguyên cớ một hơi này bọn hắn chỉ có thể tìm tới Trần Trường An, thậm chí bọn hắn còn có thể lợi dụng Trần Trường An an toàn tới thúc ép Mục Vân Giao đi vào khuôn khổ. Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy phía sau, địch nhân không vẻn vẹn chỉ có một cái vương gia. Mục ra những cái kia muốn thúc đẩy thông gia người, cũng sẽ đối ngươi thống hận, thậm chí là sẽ trả thù ngươi. Mục Vân Giao hỏi. Tất nhiên biết. Không quan trọng, ngược lại ta ra giày thịt béo, để bọn hắn cứ tới liền thôi. Trần Trường An không quan trọng nhún vai. Trần Trường An, thể chất của ngươi chính thể xác rất đặc thù, ta không giết được ngươi, không đại biểu người khác cũng không được. Ngươi sẽ không thật cho là, mình coi như đến thái cổ tiên vực, thể chất cũng là bất tử bất diệt à. Ngươi chẳng lẽ, vẫn là tiên đế cấp bậc thể chất. Thật sự coi chính mình nhục thân bất diệt. Mục Vân Giao tức giận nói. Mục Vân Giao rất rõ ràng, Trần Trường An làm như thế, hoàn toàn là làm nàng, có thể coi là như vậy, nàng y nguyên không cách nào trở lại yên tĩnh nội tâm mình phẫn nộ. Chẳng lẽ mình người sư phụ này bây giờ còn cần bị đồ đệ tới bảo vệ? Hắn làm như thế, liên thật không lo lắng an toàn của mình ư. Sư phụ, đói bụng ư. Ăn chút lại đi. Trần Trường An cười lấy hỏi. Nghe được Trần Trường An lời nói, trông thấy trên mặt hắn chân thành tha thiết nụ cười, trong lòng Mục Vân Giao phẫn nộ lập tức diệt hơn phần nửa. Sư phụ, đói bụng ư. Đây là Trần Trường An vừa mới theo bên cạnh Mục Vân Giao thời gian, thích nhất nói một câu nói, bởi vì Mục Vân Giao thực lực nàng căn bản cũng không cần ăn cơm nguyên cớ khi còn bé trần trường an tổng cảm thấy sư phụ sẽ đói mục phân giao hít sâu một hơi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng mục phân giao lên trước một bước đột nhiên cảm giác được chính mình tên đồ đệ này cao lớn cũng dài soái phía trước chính mình muốn ngồi xổm thân thể mò đầu của hắn nhưng hôm nay lại muốn đưa tay mới có thể đủ sờ đến đầu của hắn mục phân giao sờ lên trần trường an đầu trần trường an cũng không có bất kỳ kháng cự y hệt năm đó khi còn bé dáng dấp sư phụ không đói bụng sư phụ thật lợi hại trần trường an cười cười khi còn bé tại trong mắt trần trường an sư phụ không cần ăn cơm đó là hết sức lợi hại bản sự cuối cùng hắn không ăn một bữa liền toàn thân không thoải mái được rồi đều bao lớn người cũng không ngại xấu hổ ngươi nhìn một chút đại hoàng đại hoàng trần trường an nhìn một chút đại hoàng lúc này đại hoàng tại một bên biểu tình gọi là một cái phong phú muốn cười không dám cười muốn ói không dám nôn đại hoàng Người bệnh. Trần Trường An cười lấy hỏi. Không có không có, cụ khụ, ta chính là có chút không thoải mái. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục, ta cái gì cũng không nhìn thấy, ta cái gì cũng không nghe thấy. Các ngươi sư đồ hai cái, tình cảm thật tốt. Gâu gâu gâu. Đại Hoàng cười đùa tí từng nói. Đại Hoàng, ngươi nói, sau đó ngươi cái này cầu dạng tử trở lại kỳ lân nhất tộc, sẽ có kết cục gì? Trần Trường An nụ cười cực kỳ rực rỡ, lại hết sức nguy hiểm, để đại hoàng không khỏi đến chấn động trong lòng. Xong, gia hỏa này muốn trả thù chính mình. Được rồi, đừng làm rộn. Ta thật phải đi. Hơn nữa ta rời đi về sau, ngươi cũng muốn mau rời khỏi. Bất quá, ta sẽ giúp ngươi kéo dài một chút thời gian. Ngươi có thể chờ lâu một hồi, xử lý một chút chuyện của mình ngươi. Nghe được Mục Vân Giao lời nói, Trần Trường An cùng Đại Hoàng cũng không có hồ nháo tâm tình, lần này phân biệt, cùng lúc trước bị Mục Vân Giao trục xuất không giống nhau. Thái cổ tiên vực lớn như thế, Mục gia lại là cửu đại tiên tộc một trong, muốn gặp lại, e rằng thật không biết rõ muốn chờ bao nhiêu năm phía sau. Cho ngươi. Mục phân giao đem chính mình mang theo người nạp giới trực tiếp ném cho Trần Trường An. Năm đó ta theo mục gia rời đi thời điểm, cầm đi không ít đồ tốt. Những vật này, ta trở lại mục gia phía sau, còn sẽ có, hơn nữa chỉ nhiều không ít. Sau này ngươi tiến về thái cổ tiên vực, cùng gia phú lộ, cũng nên có nhiều thứ bên người. Cuối cùng, ngươi tại thái huyền giới những vật này, đến thái cổ tiên vực đều là không có người muốn đồ vật. Cùng gia phú lộ, ân, rất quen thuộc một câu, đại hoàng nhìn một chút mục vân giao, tại nhìn một chút trần trường an, khá lắm, quả nhiên là nhất mạch truyền thừa. Sư phụ, ngươi nhìn, ta đây làm sao có ý tứ. Trần Trường An một bên nói, một bên đem nạp giới gắt gao chộp vào trong tay mình, không có chút nào trả lại dự định. Quả nhiên vẫn là vô sỉ như vậy. Đi. Mục Vân Giao mỉm cười, theo sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong bầu trời xuất hiện lần nữa một đạo khe nứt to lớn làm vết nứt xuất hiện một khắc này bóng dáng mục vân dao lóe lên thẳng đến lấy vết nứt vào tới trần trường an rõ ràng vết nứt kia phía sau liền là thông hướng thái cổ tiên vực thông đạo đại hoàng nhìn thấy cái vết nứt này à rất nhanh chúng ta cũng muốn từ nơi này rời đi trần trường an cười lấy nói đúng vậy à chúng ta cũng muốn rời đi hắc 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 thái cổ tiên vực thanh lâu nhất định rất cao cấp à đúng không đúng không ngươi nhất định sẽ mang ta đi đúng không không đúng ta muốn phi thăng ta có thể hóa hình chính ta đi thái cổ tiên vực thanh lâu ngươi hoàng gia già muốn tới đại hoàng lúc này một mặt vẻ mặt bỉ ổi trần trường an cũng là không nghĩ tới tên khốn kiếp này nghĩ đến chuyện thứ nhất thế mà còn là thanh lâu đi thôi chúng ta không có bao nhiêu thời gian muốn đi có một số việc trung quy vẫn là muốn thông báo một chút bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 299. Trần gia, Trần gia từ lúc cùng Tiên Vân Tông làm tốt quan hệ phía sau, bây giờ gió êm sóng lặng, căn bản không người dám trêu chọc. Huống hồ, theo lấy địa bảng kết thúc, Trần Vân Hiên lần nữa vấn đỉnh thứ nhất bảo tọa, kèm thêm lấy người khác đối Trần gia thái độ cũng là đại biến. Dù sao có thể trở thành địa bảng đầu bảng, điều này nói rõ Trần Vân Hiên thực lực đã đạt đến một cái Tiên Vân Tông đều cao không thể chạm tồn tại có thể cùng trần gia giữ gìn mối quan hệ đây là tiên vân tông phúc khí tại dưới hoàn cảnh như vậy trần gia muốn làm chỉ có một cái tăng lên không ngừng mà tăng lên lão tổ lão tổ trở về nhanh đi bẩm báo gia chủ lão tổ trở về trần trường an xuất hiện để trần gia tất cả mọi người là kích động không thôi bọn hắn còn tưởng rằng trần trường an sẽ không tiếp tục trở về thật không nghĩ đến hắn vẫn là trở về trần chính nguyên lúc này cũng là kích động toàn thân run rẩy theo lấy Trần Gia Thực Lực càng mạnh, tiếp xúc càng ngày càng nhiều, bọn hắn mới thực sự hiểu rõ, Trần Trường An đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lão tổ. Trần Chính Nguyên gặp qua lão tổ. Trần Chính Nguyên kích động nói: "Được rồi, mọi người đều không cần câu nệ như vậy, ta trở về, liền là nhìn một chút các ngươi. Cho các ngươi lưu lại một vài thứ, ta lập tức liền muốn đi." Nghe được Trần Trường An lời nói, Trần Chính Nguyên đám người đều là sững sờ, trở về muốn đi, đây cũng quá sốt ruột à. Lão tổ Thế nhưng có chuyện gì? Vì sao trở về muốn đi? Trần Chính Nguyên không hiểu hỏi. Bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi Thái Huyền Giới. Nguyên cớ, xem như tới cùng các ngươi cáo biệt à. Lập tức liền muốn rời khỏi Thái Huyền Giới. Lão Tổ muốn phi thăng thượng giới. Lão Tổ, ngài, thực lực của ngài đã nhanh muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn ư. Trần Chính Nguyên một mặt khiếp sợ hỏi. Đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Trần Trường An tuy là bây giờ không có bất kỳ hạn chế, có thể đột phá đến đại đế đỉnh phong cuối cùng không lâu, còn không có nhanh như vậy đột phá. Bất quá, lấy Trần Trường An thực lực, cưỡng ép mở ra phi thăng thông đạo, cũng không phải việc khó gì, huống hồ, không phải còn có đại hoàng ư. Chỉ cần đại hoàng đột phá đến cấp 10, phi thăng thông đạo mở ra, Trần Trường An có thể cưỡng ép một chỗ đi theo rời đi. Đây là ta cho các ngươi chuẩn bị đồ vật. Đầy đủ duy trì Trần ra mấy ngàn năm phát triển. Mấy ngàn năm phía sau, có khả năng phát triển tới trình độ nào, liền muốn dựa vào các ngươi chính mình. Tuy là ta lập tức liền muốn rời khỏi, bất quá, tại trong thái huyền giới, ta còn có chút nhân mạch. Sau này nếu là Trần Vân Hiên cũng phi thăng, các ngươi gặp được khó khăn, có thể đi tìm Thanh Vân Tông, Lạc Thần Cung, Cổ Gia, Đan Đế Thành, Thiên Kiếm Tông. Trần Trường An nói rất đúng, Trần Chính Nguyên cũng là một mặt mê mang, bởi vì những tên này, rất nhiều hắn đều không có nghe nói qua. Lão Tổ, bọn hắn thật sẽ trợ giúp chúng ta Trần Gia Ư. Chỉ cần nâng tên của ta, bọn hắn tuyệt đối sẽ không không giúp đỡ được lão tổ tốt ta chính là trở về dặn dò một tiếng các ngươi cố gắng cố gắng ta liền đi trước a à, lão tổ ngài trần chính nguyên lời nói vẫn chưa nói xong trần trường an thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa trần chính nguyên đám người còn không có từ chấn kinh cùng thương cảm bên trong phản ứng lại trần trường an rõ ràng liền như vậy rời đi ai từ nay về sau e rằng thật không còn có nhìn thấy lão tổ cơ hội Trần Chính Nguyên bất đắc dĩ nói. Trần Huynh, bên này là các ngươi Trần Gia Lão Tổ. Các ngươi Trần Gia rõ ràng còn có dạng này một vị tồn tại. Phía trước tại sao không có đã nghe người nói. Tiên Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão vừa vặn tại Trần Gia làm khách, Trần Trường An xuất hiện, để hắn cũng là tràn ngập Trần Kinh. Nhất là Trần Trường An nhắc lên cái kia từng cái thế lực danh tự, kém chút không để Tiên Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão trực tiếp quỳ xuống tới. Lão Tổ rất ít trở về, nguyên cớ cũng không có nhắc lên. Trần Chính Nguyên thần tình có chút hiu quạnh nói. Các ngươi lão tổ, xứng đáng là muốn gần phi thăng cường giả. Hắn vừa mới nhắc lên những thế lực này, đều không yếu, coi như là cái kia Thanh Vân Tông, ta nghe nói Thanh Vân lão tổ lục Thanh Vân, cũng tại trước đây không lâu đột phá đến đại đế cảnh giới. Cái khác cổ ra còn có lạc thần cung dạng này thế lực, vậy thì càng không cần nói, đều là có đại đế cường giả tối đỉnh chấn giữ đỉnh tiêm thế lực. Các ngươi trần gia vạn năm bên trong, sợ rằng sẽ phong sinh thủy khởi, không ai dám trêu chọc. Tiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão 10 điểm thèm muốn, thế nào Trần gia không vẻn vẹn có Trần Vân Hiên như vậy một cái yêu nghiệt, còn có như vậy một vị khủng bố lão tổ đây. Thế nhưng, chúng ta lão tổ, sau đó cũng sẽ không trở lại nữa. Xin lỗi, xin lỗi không tiếp được một thoáng. Trần Chính Nguyên hưu quạnh rời đi, cái này khiến Tiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão có chút không quá lý giải, chỉ là một cái lâu không lộ diện lão tổ, Trần Chính Nguyên thế nào sẽ như cái này thương tâm. Hắn cũng không biết, Trần gia nguy nan thời khắc, là Trần Trường An xuất hiện, mới để Trần gia có hôm nay, cũng là bởi vì Trần Trường An, Trần Vân Hiên mới có cơ hội vùng lên. Trần Trường An cũng không vẻn vẹn chỉ là một cái lão tổ thân phận đơn giản như vậy, mà là Trần gia trong lòng tất cả mọi người dựa vào, cơ sở. Trần Trường An tại cùng không tại, trong lúc vô hình, đều sẽ cho người Trần gia mang đến một loại an tâm cảm giác, cũng để cho bọn hắn tràn ngập sức liều. Nhưng hôm nay Trần Trường An muốn đi, triệt triệt để để muốn rời khỏi cái này thái huyền giới. Trần Chính Nguyên cảm giác nội tâm mình lớn nhất dựa vào biến mất, hắn nhất thời ở giữa, làm sao lại không thương cảm. Tuy nói bây giờ còn có Trần Vân Hiên, nhưng chung quy là không giống nhau cảm thụ. Trần Trường An đi, Trần ra không khí cũng thay đổi đến 10 điểm nặng nề, Tiên Vân Tông thái thượng trưởng lão cũng không có ở lâu, cũng lựa chọn cáo từ rời đi. Rời đi Trần ra phía sau, Trần Trường An lần theo lúc trước dấu chân, lại lần nữa đi một lượt. Nhìn một chút lão bằng hữu, cùng mọi người làm một cái triệt để cáo biệt. Biết được Trần Trường An muốn rời khỏi Thái Huyền giới, mọi người tuy nói có chút không bỏ, nhưng cũng không bất ngờ. Bởi vì tại mọi người trong lòng, đây là chuyện sớm hay muộn, Trần Trường An đều là muốn phi thăng thượng giới. Chỉ duy nhất tại hỗn loạn chi khu, Trần Trường An lưu lại thời gian nhiều mấy ngày, mộ dung hai tỷ muội 10 điểm luyến tiếc Trần Trường An. Trần Trường An cũng là tốt một phen Trần An mới để cho hai người giảm bớt một chút biệt ly nỗi khổ. Đại Hoàng đồng dạng là một cái 10 điểm hoài cựu người, đoạn đường này đem chính mình đã từng đi qua thanh lâu, lại lần nữa đi một chuyến, gọi là cùng quá khứ của mình nói tạm biệt. Ai, đã từng đoạn đường này, chúng ta đi bao lâu? Không sai biệt lắm hao tốn thời gian mấy năm à. Lần này, lại chỉ dùng 2 3 tháng. Ai, quả nhiên, biệt ly bước chân, cuối cùng sẽ tăng nhanh một chút. Trần Trường An cười nhạt nói, đó là bởi vì ngươi thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Phía trước, đi xa như vậy con đường, không nói những cái khác, chỉ là thời gian đi đường chỉ sợ cũng phải hao phí thật lâu, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi cái không gian kia bản sự, càng ngày càng biến thái. Bất quá nói đến, chúng ta là không phải cũng cáo biệt không sai biệt lắm. Chỉ còn lại Trần Vân Hiên mấy người bọn hắn. Đại Hoàng cười lấy nói. Đúng à, chỉ còn lại Trần Vân Hiên năm người, còn không có cáo biệt. Đi thôi, đi gặp cái này năm cái tiểu gia hỏa. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 300. Các ngươi đều đến. Công tử lần này đem chúng ta gọi tới nơi này, là có chuyện gì phát sinh ư? Không rõ ràng, bất quá, đoạn thời gian trước Thái Huyền giới náo ra tới động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ là thật có việc phát sinh, có lẽ cùng lão tổ có quan hệ. Hẳn là, trong Thái Huyền giới, loại trừ sư phụ, người khác e rằng không có bản sự này. Bất quá, sư phụ để thiên cơ các các chủ phái người đem chúng ta gọi tới nơi này, lại không nói cái gì sự tình, cũng là có chút điểm kỳ quái. Trần Vân Hiên năm người đều tiếp vào thiên cơ các truyền tin, đem bọn hắn năm người đều tụ tập đến một cái địa điểm chỉ bất quá bọn hắn đều có chút nghĩ không thông trần trường an để bọn hắn cùng đi đến mục đích là cái gì bất quá trong lòng bao nhiêu có một chút sự cảm xấu cuối cùng nếu không đại sự trần trường an sẽ không làm như thế năm người cũng không có chờ đến quá lâu tập hợp đủ phía sau bất quá một ngày trần trường an mang theo đại hoàng liên xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong lão tổ sư phụ công tử trường an ca ca Nhìn thấy Trần Trường An xuất hiện, mấy người đều lộ ra thập phần hưng phấn, tuy nói khoảng cách lần trước phân biệt đi qua thời gian cũng không lâu, nhưng mỗi một lần nhìn thấy Trần Trường An, bọn hắn đều sẽ không chế không nổi chính mình kích động nội tâm. Trần Trường An đối mấy người gật đầu một cái, cười lấy nói: "Thật tò mò ta tại sao muốn đem các ngươi đều gọi đến đây đi. Lão tổ, là có chuyện gì muốn chúng ta đi làm ư?" Trần Vân hiền hỏi. "Không phải, chỉ là đơn giản cáo biệt mà thôi. Ta phải đi. Muốn đi?" Nghe được câu này, Trần Vân Hiên mấy người đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Trần Trường An đem bọn hắn kêu đến dĩ nhiên là phân biệt. Bọn hắn đều không phải người ngu, Trần Trường An cái gọi là rời đi, tuyệt đối không chỉ là tách ra khỏi bọn họ một hồi, cuối cùng phía trước bọn hắn liền là tách ra trạng thái. Như thế khả năng chỉ có một cái, Trần Trường An, muốn phi thăng thượng giới. Công tử, ngài, nhanh như vậy liền muốn phi thăng thượng giới ư. Còn có không đến 10 năm, thiên bảng liền có thể kết thúc, đến lúc đó, à, cố tiên nhi có chút không bỏ được nhìn xem Trần Trường An. Mấy người khác đồng dạng cũng cực kỳ không bỏ, bất quá, đều đang nỗ lực khống chế tâm tình của mình. Đều là cần có phân biệt, lấy thiên phú của các ngươi, không cần bao lâu, chỉ sợ cũng phải phi thăng thượng giới. Có lẽ, chúng ta còn có lại tụ họp một ngày. Không cần thương tâm như vậy, ta là đi, cũng không phải chết. Trần Trường An cười lấy nói. Lời nói mặc dù như vậy, có thể vừa nghĩ tới từ nay về sau, phương thiên địa này không còn có Trần Trường An, bọn hắn làm sao lại không khó qua. Trước khi đi, loại trừ muốn nhìn các ngươi, cùng các ngươi cáo biệt bên ngoài. Có một số việc, ta vẫn còn muốn cùng các ngươi thông báo một chút. Trần Trường An đem thiên địa nhân tam bảng sự tình cùng Trần Vân Hiên mấy người nói đơn giản một thoáng, cũng tiết lộ một chút liên quan tới người chu ra tin tức. Trần Vân Hiên mấy người sau khi nghe xong, cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới, cái này cái gọi là thiên đạo rõ ràng chỉ là thái cổ tiên vực một cái cường đại gia tộc. Nguyên lai đến loại cấp bậc này là có thể khống chế một phương tiểu thế giới. Hơn nữa, nắm trong tay thế giới, không hẳn chỉ có cái này một cái. Người của Chu gia nói, tặng cho các ngươi công pháp và võ kỹ đều là không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên cớ các ngươi nếu là muốn tu luyện, cũng có thể yên tâm tu luyện. Về phần người Chu gia lôi kéo, các ngươi tự làm quyết định, không cần chịu ta ảnh hưởng. Muốn làm gì, liền làm như thế đó muốn làm chính các ngươi. Nguyên cớ, quyền lựa chọn mãi mãi cũng thuộc về các ngươi. Trần Vân Hiên mấy người còn đang tiêu hóa hấp thu những cái này tin tức mới vừa nhận được, về phần sau đó bọn hắn lựa chọn thế nào, chính bọn hắn bây giờ cũng không có một cái đáp án rõ ràng. Sư phụ, vậy các ngươi lúc nào rời đi? Diệp Chi Thu không bỏ được hỏi. Tùy thời. Tùy thời. Nói như vậy, chẳng phải là nếu như Trần Trường An muốn, sau một khắc liền có thể trực tiếp rời đi ư? Công tử, thái cổ tiên vực lớn bao nhiêu? Nếu là ta sau khi phi thăng, như thế nào mới có thể tìm tới ngươi. Trong lòng Cố Tiên Nhi ý nghĩ chỉ có một cái, Trần Trường An ở đâu, nàng liền muốn đi đâu, đợi ngày sau tìm được Trần Trường An, liền muốn chân thật chờ tại bên cạnh hắn, chỉ coi hắn một cái thị nữ, nơi nào cũng sẽ không lại đi. Ô ô ô ô. Trường An ca ca, ta còn không gả cho ngươi đây, ngươi làm sao lại chạy đây? Ngươi có phải hay không muốn chạy trốn hôn? cổ phượng giao thương tâm lau nước mắt nhìn về phía trần trường an ánh mắt cũng tràn ngập oán hận đào hôn nghe được hai chữ này trần trường an nhớ tới sư phụ của mình mục vân giao cũng không biết bây giờ nàng về tới mục ra không có phải chăng nhận lấy cái gì trừng phạt trần trường an nhìn xem cổ phượng giao cười lấy nói nha đầu ngốc cái kia đính hôn sự tình không cần quá để ý cũng không cần có cái gì khác gánh nặng nếu là ngươi sau đó còn muốn gả cho ta đến thái cổ tiên vực lại nói nếu là đụng phải chân chính vừa ý người, đại khái có thể đem cái này đính hôn sự tình quên. Lúc trước cùng cổ phượng giao đính hôn, Trần Trường An kỳ thực cũng không có quá lớn cảm giác. Đối với cổ phượng giao, Trần Trường An có tình cảm, nhưng không nhiều, càng chưa nói tới là cái gì ái tình. Không cần thiết bởi vì cái này một cái đính hôn, một mực buộc nhân ra tiểu cô nương. Không. Ta liền muốn gả cho ngươi. Ta mặc kệ, ngươi là vị hôn phu của ta, ngươi sau đó nhất định cần cưới ta. Cổ phượng giao quật cường nói. Tốt. Trần Trường An cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu cười. Lại cùng Trần Vân Hiên mấy người nói chuyện phiếm vài câu, Trần Trường An ngẩng đầu hướng về trong bầu trời nhìn đi qua. Là thời điểm nên đi. Trần Trường An biết, thời gian của mình cũng không phải rất nhiều, nhất định cần tại người Vương gia chạy tới phía trước Thái Huyền giới rời đi. Sư phụ, gấp gáp như vậy ư? Đúng vậy a à, lão tổ, nhiều hơn nữa lưu mấy ngày đây. Công tử. Trần Trường An biết, Trần Vân Hiên mấy người là luyến tiếc chính mình nhưng sớm đi muộn đi đều là đi, thế là cười lấy lắc đầu. Đại Hoàng Trần Trường An đem lúc trước theo thú thần châu lấy được khỏa kia không biết tên thạch anh trạng vật thể, trực tiếp ném cho Đại Hoàng. Đại Hoàng trực tiếp mở cái miệng rộng, trực tiếp đem đồ vật nuốt vào trong bụng. Cái kia tiến vào Đại Hoàng thân thể phía sau, chuyển hóa làm một cỗ thuần chính năng lượng. Hống Sau một khắc, Đại Hoàng cũng thay đổi ra chính mình bản thể, kỳ lân. Coi như là Trần Vân Hiên mấy người cũng không có thực sự được gặp Đại Hoàng bản thể, Lúc trước Cố Tiên Nhi cùng Cổ Phượng Giao tuy là cũng tại Thú Thần Châu. Nhưng bọn hắn một mực lưu tại Thú Thần Thành, nhưng cũng không có tiến về Thú Thần Sơn Mạch, tự nhiên không gặp được Đại Hoàng chân thân. Theo lấy Đại Hoàng cảnh giới đột phá, trong bầu trời, cái khe kia lại một lần nữa xuất hiện. Cái này vết nứt, đoạn thời gian trước xuất hiện qua hai lần. Chẳng lẽ, đây chính là phi thăng? Trước đó đoạn thời gian, cái kia hai cái phi thăng người là ai? Trần Vân Hiên mấy người đều là vô cùng chấn kinh, không nghĩ tới trong bầu trời xuất hiện cái này vết nứt liền là phi thăng dấu hiệu đại hoàng chúng ta đi